Cổ nhân dạy, vợ ông nào ngu, nhìn hai điểm này là biết ngay, cực chuẩn, cực thấm. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Mở đầu video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau. Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ vợ là người con gái hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Chỉ khi cưới nhau về mới thấy vợ thật sự là dại, kém cỏi trong mọi cách ứng xử. Người ta nói chẳng sai chút nào, đúng là lấy vợ dại hại một đời. Một đời người đã phải trải qua bao nhiêu thứ, nếu thông minh, chọn được người vợ tài giỏi, không thì cũng là người vợ tốt bụng, biết đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới. Nhưng cuối cùng, dù trải qua nhiều mối tình, dù cũng trải qua nhiều lần yêu đương, kén chọn, cuối cùng lại chọn phải người vợ không ra làm sao cả. Chính vì người vợ này mà tôi thật sự không còn biết ngẩng mặt lên nhìn ai. Bởi vậy mới nói, yêu là một chuyện và cưới lại là một chuyện khác. Cho nên khi chọn một người để kết hôn, nhất định phải tìm hiểu thật kỹ càng. Và người vợ ngu ngốc thường mang trong người hai đặc điểm sau. Quý vị hãy cùng Lắng Đọng Radio lắng nghe và tìm hiểu ngay sau đây. Đặc điểm thứ nhất, người phụ nữ thường xuyên tức giận, lấn át chồng. Cuộc sống luôn có vô số chuyện bất như ý xảy ra mỗi ngày. Thế nhưng, nếu một người phụ nữ cứ có chuyện là tức giận, nổi nóng, thì càng thiêu rụi đi tài lộc của bản thân và gia đình. Người xưa quan niệm, phụ nữ càng nóng nảy hay bức xúc thì càng không có số mệnh tốt. Gia đình không thể hòa thuận hạnh phúc khi người vợ động chút là phát hỏa, không kiềm chế được sự tức giận. Bởi thế nên, khi phụ nữ biết kiềm chế được cơn tức giận, chắc chắn sẽ tránh được tổn hao phúc đức của bản thân. Những người phụ nữ dễ nóng giận, có xu hướng suy nghĩ quá nhiều, sống mệt mỏi, không biết đối nhân xử thế, sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, quá bảo thủ, cố chấp. Chính sự không hòa đồng này nên khó được lòng mọi người. Ngược lại, người phụ nữ biết kiềm chế cảm xúc chính là người thông minh nhất. Họ biết nhường nhịn để sống yên lành, dễ thở hơn. Thay vì tức giận, họ dành thời gian để làm những việc có ích khác, bỏ ngoài tai những lời thị phi. Thế nên, người phụ nữ đừng quên mình là phong thủy trong nhà. Hãy luôn giữ nụ cười rạng rỡ để không chỉ người khác thấy bạn thân thiện, vui vẻ mà còn giúp lan tỏa niềm vui, sự thoải mái dù trong bất cứ trường hợp nào. Ngoài ra, trong quan hệ giữa vợ và chồng nên giữ hòa khí. Vợ chồng tương kính như thân, không nên quá xuồng xã. Đừng nghĩ rằng đã quá gần gũi thân thuộc rồi nên không cần câu nệ. Nhớ rằng nhà cửa vui vẻ rộn ràng thì chồng mới thích trở về nhà. Nếu suốt ngày cãi vã ồn ào thì không còn là tổ ấm để người đàn ông cảm thấy vui mỗi khi trở về nữa. Ngoài ra, cuộc sống hiện đại, nhiều người phụ nữ còn giỏi kiếm tiền hơn cả chồng và họ bắt đầu tỏ ra xem thường người khác. Có lúc họ mạnh mẽ, lấn át luôn cả chồng. Một ngôi nhà mà vợ chồng cứ tranh giành hơn thua, thắng bại như thế, rất khó yên. Nhất là với mẫu phụ nữ lúc nào cũng quát tháo chồng, chê bai năng lực hoặc gây phiền phức cho người khác thì chẳng ai muốn ở gần. Nhớ rằng, một người phụ nữ suốt ngày tỏ ra cao ngạo, luôn đối xử vô lý với chồng, luôn coi thường chồng cũng như gia đình nhà chồng thì sao gia đình hạnh phúc được. Vậy nên, dù là người xuất sắc như thế nào thì tính cách người vợ phải thay đổi khi ở nhà mới mong gia đình êm ấm. Nhớ rằng, một người vợ nhu mềm thì gia tài mới hưng vượng. Mỗi người đều có ưu và khuyết điểm nhất định. Quan trọng là phải nhìn về điều tích cực của chồng. Ví dụ như, có thể anh ta không kiếm tiền giỏi bằng bạn, nhưng vẫn chăm lo cho vợ con, yêu thương bạn.
Trong gia đình, đôi bên cùng tôn kính lẫn nhau, không xuề xòa, không thất lễ. Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc. Đó là cách đối đãi giữa vợ chồng của người xưa mà chúng ta nên học hỏi. Tục ngữ có câu, lấy vợ lấy đức, chẳng lấy sắc. Lấy vợ không hiền đức thì hủy hoại ba đời. Thế nên, quan trọng nhất của người vợ đó là sự hiền đức. Đừng vì cám dỗ mà mua sắm quá độ, thường xuyên tức giận vì cố gắng hơn thua hay phàn nàn vì đi so sánh hoặc hơn chồng một chút đã ngang ngược. Không những vậy, người vợ có thói quen mua sắm quá mức chi tiêu cũng được cho là một người vợ ngu. Cố nhân từng có câu, dung nhan đoan trang, mộc mạc mới thể hiện ra giá trị của khí chất. Phục sức nếu quá xa hoa thì sẽ lộ ra sự dung tục. Câu này hàm ý rằng một phụ nữ không nên ăn mặc quá xa hoa. Việc này không chỉ tốn kém mà còn khơi gợi dục vọng của cánh đàn ông, không đúng chuẩn mực đạo đức của một người phụ nữ. Theo đó, người xưa khích lệ người phụ nữ trong gia đình thì nên sống cần kiệm, tập trung chăm lo việc nhà, chú trọng tu dưỡng nội tâm, làm phong phú trí tuệ của bản thân. Đặc biệt, phụ nữ chớ nên tiêu phí quá nhiều thời gian, vung tiền vào trang sức, quần áo và trang điểm cho vẻ bề ngoài của mình. Sự thật là, dù là người đàn ông làm ra tiền cũng sợ một người phụ nữ tiêu xài hoang phí. Tiền có chất thành núi, nhưng nếu cứ tiêu phung phí thì núi cũng lở. Vì thế trong gia đình, nếu phụ nữ biết sử dụng tiền khôn ngoan, luôn tìm cách chi tiêu hợp lý thì chồng an tâm làm ăn, cuộc sống mới sung túc được. Ngoài ra, người xưa cũng có niềm tin rằng chỉ có người phụ nữ thực sự có giáo dưỡng, có trí tuệ mới có thể phụ giúp chồng làm thành việc lớn và dạy dỗ con cái thành người hiền tài. Thời xưa, các bậc quân vương hiền thần khi lựa chọn vợ đều đề cao phẩm hạnh đạo đức tu dưỡng trí tuệ hơn là vẻ đẹp bên ngoài rất nhiều. Nhờ có đức hạnh mà những người phụ nữ ấy cũng được gả cho những người chồng tốt. Giúp chồng dạy con vừa là trách nhiệm và cũng là lời khen ngợi đối với phụ nữ thời xưa. Tuy nhiên, quan niệm hiện đại đã khác xưa khá nhiều. Vậy nhưng, giá trị cốt lõi của nó cũng có cái hay riêng mà chúng ta nên học hỏi, không nên hoàn toàn phủ nhận. Đặc điểm thứ hai, người vợ nói quá nhiều. Chúng ta hãy cùng lắng nghe hết câu chuyện ở đầu video. Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ vợ là người con gái hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo. Chỉ khi cưới nhau về mới thấy vợ thật sự là dại, kém cỏi trong mọi cách ứng xử. Đến cả chuyện lễ nghi với bố mẹ thế nào cũng không biết cách ứng xử, làm bố mẹ phiền lòng. Cả nhà chẳng ai dám chê vợ tôi, nhưng tôi hiểu bố mẹ cảm thấy thất vọng khi tôi lấy một người vợ như vậy. Về nhà chồng làm dâu, tôi đã dặn vợ rằng bố mẹ có chút quan cách, khó tính nên tôi cũng bảo vợ phải tế nhị trong cách ăn nói ứng xử. Bảo là có gì bố mẹ nói cũng vâng dạ, nếu không hay không phải thì phản ứng nhẹ nhàng, đừng đùng đùng lên. Đó là tôi dặn vợ thôi, chứ tôi biết vợ mình hiền lành. Nào ngờ lần nào mẹ nói chuyện, vợ không thích cũng phản ứng ngay, mà còn chê bai một cách quá đáng. Có khi mẹ nấu ăn, vợ chê nhiệt tình rằng món này không ngon, món kia không ngon, ăn chán, mà toàn là món mẹ nấu. Có lần ăn dưa xào với chê dưa khú, tôi bảo không ăn thì để yên cho người khác ăn. Trong bữa cơm mà chê hết cái này cái nọ, khó chịu thì ăn làm sao được ngon miệng, còn bao nhiêu người nữa chứ. Tôi bảo vợ, sống ở nhà chồng quan trọng là được lòng bố mẹ chồng. Nếu như bố mẹ chồng cảm thấy mình tốt, yêu quý con dâu thì cuộc sống cũng hòa thuận. Không được lòng mẹ, sau này khổ. Vợ về nhà chẳng làm ăn mấy, cái gì cũng bảo con không biết làm. Bằng lòng là không biết làm thì phải học hỏi. Ví như nấu ăn không được thì học cách nấu. Nấu không hợp khẩu vị thì bảo mẹ thấy thế nào, lần sau sửa.
vợ chẳng làm gì, cứ hùng hục làm theo ý mình, rồi ai ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Có lần, mẹ chê vợ nấu món ấy dở, vợ đùng đùng đứng dậy, ra vẻ dỗi, không thèm ăn, rồi lên giường nằm. Tôi ngại quá mới nói, chắc vợ bị đau bụng, để bố mẹ an lòng. Nhưng mẹ tôi nào không hiểu chứ, mẹ biết vì cái mặt vợ tôi sưng lên. Sao lại có kiểu vợ như vậy chứ? Con dâu đâu mà hơi tí là dỗi mẹ chồng. Nghĩ đến chuyện trong bữa ăn, vợ chê bè chê bai mẹ tôi mà mẹ tôi nào có nói câu gì. Xem ra tưởng mẹ khó tính, nhưng con dâu còn khó tính hơn cả mẹ chồng. Bảo con dâu biếu bố mẹ chút tiền, gọi là vợ chồng có lương có thưởng. Vợ bảo, bố mẹ cần gì đến tiền mà tiêu, con cái bây giờ mới cần vốn liếng, tiền thì bố mẹ cũng giữ đó để cho con cái, cần làm gì. Cần hay không, không quan trọng, quan trọng là biếu bố mẹ để thể hiện tấm lòng. Tôi có đôi lần nhắc vợ đưa mẹ đi mua sắm đồ đạc, mẹ cũng thích như vậy. Nếu làm được việc đó thì tình cảm mẹ chồng con dâu sẽ tốt hơn, gắn bó hơn. Nhưng vợ không chịu làm, bảo thích đưa thì tôi đi mà đưa. Mẹ tôi đưa, mẹ vợ đâu mà đưa. Rồi chọn lại, không thích thì mệt người này nọ, chán vợ luôn. Vợ dại đến mức mang hết chuyện trong nhà mình đi nói với bà hàng xóm. Mà nói phải bà hay buôn nhất, nhưng cứ luôn miệng dặn, chuyện này chỉ có em và chị biết nhé. Nghĩ lại chán, ngày hôm sau chuyện ấy cả xóm biết luôn. Nhưng bảo vợ thì vợ cãi chày cãi chối, lần sau vẫn tiếp tục phát huy chứ chưa chịu thôi. Chuyện mẹ với bố chồng có quan hệ thế nào, giờ tuổi già còn âu yếm mặn nồng nhau không, cũng đi nói cho cả thiên hạ nghe. Chuyện vợ chồng có hòa thuận chăn gối không, cũng đi kể với hàng xóm. Nghĩ mà nản luôn với cô vợ này. Bố mẹ vợ lên chơi, vợ thậm chí cũng không thèm bảo chồng ra đón. Nói ra thì ai biết là vợ mình dại, lại tưởng anh con rể không chu đáo này kia. Lúc nói thì vợ cãi, bảo bố mẹ vợ không quan trọng, không cần phải suy nghĩ. Có phải là chỉ có vợ nghĩ thế là xong đâu, còn bao nhiêu người nhà vợ nữa, thật sự buồn lòng. Dù có dặn vợ bao nhiêu lần thì bây giờ tình trạng chuyện trong nhà chưa tỏ, chuyện ngoài ngõ đã tường của vợ ngày càng lún sâu. Vợ là thánh buôn chuyện ở khu vực ấy, có lẽ phải phong cho vợ chức giáo sự biết tuốt, vì căn bản cái gì vợ cũng biết, cái gì cũng hiểu, nghĩ mà chán cả người. Mình mãi không sinh được con, giấu thiên hạ chuyện đó vì còn ái ngại, nói là hai vợ chồng kế hoạch, chồng chưa kịp nói xong thì vợ đã bô bô, mãi mà không có, đang chán hết cả người đây, kế hoạch cái gì? Trời ơi, có người vợ nào đi chặn họng chồng không? Thế thì khác gì bêu xấu chồng trước mặt thiên hạ. Nhiều vụ vạch mặt chồng trước thanh thiên bạch nhật lắm rồi, đúng là lấy vợ dại, hại một đời. Không biết phải làm cách nào để cải tạo người vợ này, chứ cứ thế này, chắc chết mất. Kỳ thực nhiều trường hợp gia đình tan vỡ khi người vợ mắc bệnh nói quá nhiều, khiến người chồng luôn mệt mỏi và căng thẳng. Một số bà vợ không biết rằng thói quen nói quá nhiều, không có điểm dừng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc không khí gia đình nặng nề, tạo những tranh cãi với các thành viên. Theo các chuyên gia tâm lý, kiềm chế cảm xúc và lời ăn tiếng nói là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên học và cố gắng áp dụng trong cuộc sống thường ngày nếu muốn gia đình luôn hạnh phúc và vui vẻ. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, đa số đàn ông đều bày tỏ thái độ bức xúc khi được hỏi về bệnh nói nhiều của vợ. Các câu trả lời cùng quan điểm rằng người chồng đều mong muốn có được không gian yên tĩnh, thoải mái để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nếu có một người vợ nói nhiều bên cạnh, họ sẽ luôn ở trong tình trạng bức bối, khó chịu và tự hình thành thói quen sợ về nhà. Điểm này dẫn đến việc gia tăng áp lực, căng thẳng và dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng có. Một vài trường hợp, người chồng còn sốc hậu hôn nhân khi chứng kiến sự thay đổi của người vợ.
Khi yêu nhau, người vợ luôn thể hiện là một người hiểu chuyện, biết lắng nghe và im lặng chia sẻ khi chồng gặp khó khăn. Sau khi lấy nhau, người vợ dường như thay đổi thành một người khác khi liên tục chỉ trích, trách móc hay thậm chí là đa nghi mọi hành động của người chồng. Đây chính là nguyên nhân khiến người chồng thiếu đi sự kiên nhẫn, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bạn đời và từ đó tạo nên khoảng cách ngày một lớn giữa hai người. Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý, điều quan trọng để giữ một cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc chính là giảm bớt cái tôi, kiềm chế trong lời nói và tránh sự chỉ trích dành cho nhau. Đồng thời biết tôn trọng và cảm thông với đối phương sẽ giúp gia đình luôn hòa thuận, êm ấm. Bên cạnh đó, người phụ nữ nói nhiều cũng rất hay kể chuyện xích mích vợ chồng với người ngoài. Trên thực tế, không ít phụ nữ sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống hôn nhân của mình, thậm chí ngay cả những điều riêng tư, bí mật nhất họ cũng tán ngẫu với bạn bè. Bởi họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giải tỏa được căng thẳng và được lắng nghe nhiều ý kiến giúp đỡ của người khác. Nhưng thực sự đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ. Khi có gia đình, phụ nữ cần phải biết rằng hôn nhân là chuyện giữa hai người. Bởi vậy không phải điều gì bạn cũng nói cho người ngoài nghe. Dù biết gia đình, bạn bè, những người ngoài sẽ có những cái nhìn tích cực và cho bạn lời khuyên, nhưng không phải sự trợ giúp nào cũng hữu ích. Đừng bao giờ nói xấu quá nhiều về chồng người khác. Đừng dại lôi chuyện, đời sống, vợ chồng ra tán ngẫu bởi nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh, hãy biết cách giữ gìn những điều riêng tư nhất của cả hai. Đừng tự biến mình thành những bà tám. Không những vậy, họ còn luôn luôn đổ lỗi cho người bên cạnh mình. Kỳ thực, người đàn ông không ngại những lời góp ý với mục đích xây dựng. Nhưng không phải người vợ nào cũng biết điểm dừng khi phát hiện ra cái sai của chồng. Ngược lại, rất nhiều người vợ đã đi quá giới hạn khi để ý mọi lỗi lầm của chồng, chỉ trích không tiếc lời. Nhiều phụ nữ mỗi khi chồng chạm phải một sai lầm nào đó, họ không hình dung được hậu quả tiêu cực của việc đổ lỗi nên không ngừng ca thán, chê bai chồng. Nhiều người thay vì phải góp ý và động viên để người chồng có cơ hội sửa sai, hành vi đó dễ khiến đàn ông nổi giận. Và nếu việc này lặp lại thường xuyên, cuộc hôn nhân đó sẽ khó tránh khỏi nguy cơ đổ vỡ. Điều quan trọng hơn nữa đó là cư xử hỗn láo với cha mẹ chồng hay gia đình chồng. Bạn nên nhớ đừng động chạm đến cha mẹ, bởi gia đình luôn là điều cấm kỵ với bất kỳ ai. Dù là phụ nữ hay đàn ông, bởi việc chứng kiến vợ nói lời không phải phép với cha mẹ hay họ hàng của mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy tổn thương. Đàn ông sẽ cho rằng vợ không tôn trọng gia đình họ, cũng có nghĩa là không tôn trọng họ. Với hành động càng hỗn láo, đàn ông càng khó tha thứ cho vợ. Mối quan hệ vợ chồng chính là nếu vợ biết cư xử với cha mẹ chồng, thì chồng cũng sẽ biết cư xử với cha mẹ vợ. Nếu vợ tôn trọng gia đình chồng, thì chồng cũng sẽ tôn trọng vợ hơn. Đây là sự cho đi và nhận lại trong hôn nhân. Nói chung, những người phụ nữ động chút là phàn nàn, thường là người không có thái độ biết ơn, không trân trọng những gì mình đang có. Dường như chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì họ cũng cảm thấy không vui, không vừa ý. Vợ chồng trong gia đình mỗi người giúp nhau một tay là rất đáng quý, đừng vì họ làm chưa tốt mà phàn nàn gắt gỏng. Thực tế là trong cuộc sống không ai có trách nhiệm phải giúp ai cả. Khi được người khác giúp đỡ, dù là chuyện lớn nhỏ thì đều phải bày tỏ lòng biết ơn. Đó là biểu hiện của người phụ nữ tốt, có lối sống đẹp. Với những người này thì dù cho bao nhiêu khó khăn xảy đến, họ cũng sẽ không kêu than gì cả. Trong khi đó, một người oán trách người, oán trách đời chỉ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, phụ nữ chê bai chồng hay so sánh chồng con chính là người có tâm hư vinh. Những lời nói ác ý của họ thường gây tổn thương xa cách
theo thời gian, người chồng không còn muốn trân trọng vợ mình thêm nữa. Những người phụ nữ như thế thường tự mình hủy hoại mệnh tốt, chiêu mời vận rủi cho bản thân và gia đình. Tục ngữ có câu, vợ hiền thì ít họa, quả không sai. Nếu bạn kém may mắn cưới phải một cô vợ hám danh, hám tiền thì coi như sống không bằng chết. Dù bạn cố gắng nỗ lực đến đâu, phần đời còn lại cũng đều đau khổ. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, đối với bất kỳ ai, gia đình luôn có tầm quan trọng rất lớn. Một gia đình hòa thuận, hưng thịnh luôn là mong ước của hầu hết mọi người. Để một gia đình hòa thuận thịnh vượng thì vai trò của người chồng và người vợ có lẽ là chủ đạo nhất, quan trọng nhất. Họ bên trên thì phụng dưỡng cha mẹ, bên dưới thì dưỡng dục con cái. Nếu như mối quan hệ vợ chồng mà rạn nứt thì cha mẹ không được phụng dưỡng chu toàn, con cái không được dạy dỗ đúng mực, gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vậy vợ chồng cần tuân thủ những đạo lý nào? Quẻ thứ 44 trong kinh dịch quẻ cấu đưa ra 3 đạo lý vợ chồng như sau. 1. Nam nữ gặp gỡ phải hợp lễ thủ chính. Trong quẻ cấu, ý chính là sự tương ngộ giữa âm và dương, tương tự như cuộc gặp gỡ của hai con người nam nữ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần là một sự tình cờ. Kinh dịch rõ ràng chỉ ra rằng khi nam nữ gặp nhau, họ cần phải tuân thủ các quy tắc về lễ nghi và thái độ chính trực. Điều đó có nghĩa là hành động và lời nói của cả hai phải tuân thủ đạo lý và đạo đức. Người xưa tin rằng duyên phận vợ chồng là sự ban cho từ trời cao hay từ cha mẹ. Vì vậy, trong quá trình tiến xa hơn trong mối quan hệ, việc tìm hiểu và yêu thương nhau của nam nữ đòi hỏi sự đồng ý từ phía cha mẹ. Khi họ bước vào hôn nhân, việc bái lạy dưới sự chứng giám của trời đất, tổ tiên và cha mẹ là điều không thể thiếu. Ở thời kỳ mà truyền thống và đạo đức được coi trọng, việc sống chung không qua sự chấp thuận từ trời đất, tổ tiên và cha mẹ, những người mang lại phước lành sẽ bị coi là vi phạm đạo lý và không được công nhận. Ngày nay, rất nhiều nam nữ có quan hệ tình cảm bất chính, trái với luân thường đạo lý. Người ta tưởng rằng như vậy là được lợi một chút, được thỏa mãn về tình cảm, nhưng đó lại là điều vi phạm thiên lý, làm tổn hại phúc đức và vận khí của bản thân. 2. Nữ không thể quá cường mạnh. Quẻ cấu mang trong mình đặc điểm độc đáo, một hào âm được đặt dưới áp lực của 5 hào dương. Hình ảnh của một người phụ nữ đương đầu với 5 người đàn ông hoặc tự tìm kiếm sự gặp gỡ với 5 đấng mày râu đều là biểu hiện của sự vượt quá giới hạn, thậm chí là hành động không đúng đắn, mất đạo đức. Trong tình yêu và hôn nhân, nên nhớ rằng tình cảm không thể bền vững nếu được xây dựng trên nền tảng không chính thức. Trong quẻ cấu, thông điệp nữ tráng chớ dùng thủ nữ là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa. Đối với người phụ nữ, đây là cơ hội để nghĩ về bản thân và kiểm soát hành vi. Tính cách nhu hòa và dịu dàng là phẩm chất quan trọng cần được giữ gìn. Với người đàn ông, việc chọn lựa một người phụ nữ hiền lành và dịu dàng làm vợ sẽ mang lại sự bình yên và ổn định trong cuộc sống. Và với người phụ nữ giữ được tính cách nhu mì, hạnh phúc gia đình sẽ được bảo đảm. 3. Nam không thể cố chấp phong lưu. Câu nói, nữ tráng chớ dùng thổ nữ, ngoài việc nhắc nhở người nữ ra thì cũng nhắc nhở người nam. Hôn nhân gia đình là do đôi bên cùng vun đắp. Hơn nữa, người đàn ông còn là trụ cột trong gia đình. Để người phụ nữ không phải cường mạnh thì rõ ràng là người đàn ông cũng cần hoàn thành chức trách, bổn phận và đạo đức của mình. Người chồng cần phải tránh những điều có thể đẩy vợ mình đến chỗ nữ tráng. Nếu một người đàn ông quá cố chấp vào ý kiến của mình, không tiếp nhận ý kiến của người khác thì là một loại cực đoan có thể khiến người nữ phải quá phận.
Nếu như người đàn ông phong lưu, phóng đãng gặp gỡ nhiều người phụ nữ thì cũng khiến người phụ nữ gặp u sầu hoặc giả làm điều tương tự. Có câu nói rằng, cuộc đời con người thành công lớn nhất không ngoài sự thành công của hôn nhân, hạnh phúc lớn nhất không ngoài hạnh phúc gia đình, tình cảm đẹp nhất không gì ngoài tình cảm vợ chồng. Bởi vậy, vợ chồng muốn bách niên giai lão, gia đình hòa thuận thì tình cảm và ân nghĩa phải được đặt trên nền tảng đạo đức truyền thống. Suy cho cùng, hai người là vợ chồng, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy. Vì người trong nhà với nhau, nhường một chút bạn cũng chẳng hề thiệt mà còn giữ gìn được tình cảm bền lâu. Đó là thứ quý giá nhất bạn nhận về mình. Vậy nên là vợ chồng hãy cứ giả khờ mà bao dung, bạn sẽ được nhiều và chẳng mất gì cả. Hãy tỉnh táo trong lựa chọn. Khi yêu có thể đâm đầu, nhưng đấy chỉ là để cho những trải nghiệm, còn để lấy làm vợ, làm chồng thì nhất định phải lựa chọn, vì đó là thời điểm duy nhất bạn được chọn. Còn khi lấy về thì cái quyền đó của bạn đã hạn hẹp đi ít nhiều. Thế mới có chuyện người phương Tây cảm thấy ngạc nhiên khi hầu hết người Việt cứ yêu là cưới. Trong khi đó, để kết hôn thì đó là một hành trình dài với những lựa chọn, quyết định khó khăn đối với họ. Vì đối với những người này, đó là quyết định quan trọng và khi thực hiện rồi, họ sẽ phải thực hiện tới cùng với nó. Thế mới thấy, chúng ta chẳng mấy ai lựa chọn và chỉ cứ làm theo thứ duy nhất là cảm xúc. Nên lấy về rồi lại hối hận, vội vàng thay đổi. Các cuộc ly hôn vì thế mà cứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Điều này thể hiện thái độ sống nhanh, hời hợt, được ngụy biện là trẻ người non dạ. Thế nhưng, có nhiều người hơn 40 vẫn cứ tiếp tục sai lầm. Vì họ không chọn, họ chỉ đang trốn tránh sự cô đơn thẳm sâu trong lòng, nên tìm vội một người khỏa lấp chỗ trống mà thôi. Không ai tự dưng xấu mà bạn cho rằng yêu thế này nhưng lấy về thế kia. Người đối diện cũng chỉ phản ánh chính xác con người bạn mà thôi. Có câu nồi nào úp vung nấy quả không sai. Bạn không đủ tinh tế đi mua hàng thì bạn vớ phải hàng dởm cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn không biết cách làm người tiêu dùng thông thái thì hãy học cách yêu để được như thế chứ không thể đổi cho số phận. Khả năng nhìn người không chỉ cần cho lãnh đạo mà còn cho cả việc chọn vợ lựa chồng. Không đủ tinh tế để hiểu người đối diện có bản chất như thế nào thì không chỉ sai một lần mà bạn còn sai nhiều lần. Muốn tìm được một người tốt và thông minh thì bạn cũng phải là người như thế đã. Lúc đó tự nhiên bạn sẽ thông minh trong lựa chọn mà thôi. Điều duy nhất bạn sửa được đó là chính mình. Đừng mong rằng lấy cô ta, anh ta về, mình sẽ sửa được anh ta. Suy nghĩ sai lầm sẽ dẫn đến hành động sai lầm, lúc đó bạn không tránh được ai. Nhưng khi đã là vợ chồng, hãy cứ giả khờ mà bao dung. Chọn thật kỹ, rồi thì bạn đổ tại cho số phận, sẽ không ai nói gì. Nhưng đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì đừng vì nhất thời mà thay lòng đổi dạ. Khi hai người xa lạ kết hợp dưới một mái nhà, những khuyết điểm sẽ được phơi bày. Nhưng khi trở thành vợ chồng, hãy mềm lòng, dung hòa mọi điểm khác biệt. Yêu thương không chỉ là việc mở lòng mà còn là sự chấp nhận mọi đặc điểm của đối phương. Bởi thật lòng yêu thương không cần phải tỏ ra mình vượt trội hơn ai. Tình yêu chân thành không chỉ nằm trong những lời nói mà còn là trong hành động. Hãy biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh vì sự quan trọng của cô ấy không chỉ là vẻ đẹp mà còn là tình cảm và hiểu biết. Phụ nữ khi được yêu thương sẽ tỏa sáng vẻ đẹp của mình và đàn ông biết cách bảo vệ và chăm sóc cô ấy tạo nên một tổ ấm thực sự. Hãy tôn trọng và yêu thương những gì phụ nữ mang lại vì họ xứng đáng với tình yêu và sự quý trọng. Là phụ nữ, hãy giữ cho mình một tâm hồn dịu dàng và ngọt ngào và không bao giờ chê bai người đàn ông bên cạnh vì công việc và tình cảm mà anh ấy dành cho bạn là không ngừng nghỉ,
chỉ mong bạn và gia đình được hạnh phúc. Đàn ông nông nổi, cáu giận là chuyện bình thường, nhưng chớ bao giờ trút hằn học lên đầu kẻ chung chăn gối. Cả đời này, bạn có thể sẽ gặp rất nhiều kẻ đến người đi. Đời người đàn ông có nhiều sóng gió, nhưng theo bạn, đến tận giờ phút cuối cùng, âu cũng chỉ có một người mà thôi. Đằng sau thành công của người đàn ông, bao giờ cũng có bóng hình một người phụ nữ. Cuộc sống nay việc đúng sai cũng chỉ mang tính tương đối, thế nên trong quan hệ vợ chồng cũng chẳng cần đúng hay sai rạch ròi. Không có kẻ thắng hay người bại, miễn là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Dẫu lớn tiếng cãi vã, dẫu mâm bát có lúc xô nhau, vẫn ở bên nhau trọn đời mới chính là tình yêu thật sự. Chớ vì mỏi mệt mà vội vã chia ly, chớ nói không hợp nhau mà liền rời bỏ. Mệt mỏi là bởi để mắt quá nhiều, không hợp là vì chưa đủ yêu thương. Tình yêu thật sự vốn chẳng có nhiều lý do như vậy. Quý vị thân mến, qua chương trình này, chúng tôi rất hy vọng rằng sẽ gửi đến quý vị những thông điệp ý nghĩa và những kiến thức bổ ích, từ đó giúp cải thiện cuộc sống và mối quan hệ gia đình của quý vị, hỗ trợ cho quý vị trên hành trình xây dựng một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Nếu yêu mến chương trình, quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để tiếp tục theo dõi và lan tỏa nhiều điều bổ ích đến với cộng đồng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Cổ nhân dạy, sống khôn ngoan là phải biết giả ngu trong 7 thời điểm này. Ai cũng nể. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Vạn Cổ Tinh Hoa. Quý vị thân mến, rất nhiều người nghĩ rằng mình có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Tuy nhiên, thông minh hay khôn ngoan không phải là điều không nên thể hiện mọi lúc mọi nơi. Có những thời điểm giả ngu cũng là một nghệ thuật, là cảnh giới cao nhất của một trí tuệ thông thái. Chuyện kể rằng có một vị khách đi thuyền qua sông. Vị du khách này sử dụng một chiếc cốc màu vàng để thưởng thức hương vị của ly rượu. Tuy nhiên, người lái thuyền ngẩng đầu nhìn thấy nó, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xấu xa rằng đây chắc chắn là một chiếc cốc vàng quý giá. Ông ấy lặng lẽ âm mưu lấy cắp nó, chẳng ngờ rằng chỉ là một chiếc cốc làm từ đồng thau giá trị không đáng kể. Bằng cách nào đó, ánh mắt ác ý của người lái thuyền đã rõ ràng hiện lên, nhưng người du khách cũng không phải là người ngốc nghếch. Thuyền đảo lưng một cách chủ định, chiếc cốc rơi xuống nước làm người lái thuyền hốt hoảng và hối hận. Lúc này, vị du khách nói nhẹ nhàng, chỉ là một chiếc cốc đồng thôi, không đáng phải tiếc nuối. Người lái thuyền nghe được câu trả lời này, lòng hối hận và ý định xấu xa biến mất. Vị khách đã hiểu rõ tâm tư ganh ghét của người kia qua ánh mắt, nhưng ông ta không chọn cách làm tỏ ra mình thông minh. Thay vào đó, ông ta giữ cho mình vẻ ngây thơ, nói ra sự thật một cách không chủ ý. Điều này không chỉ làm dập tắt lòng tham của người lái thuyền mà còn giữ cho cuộc hành trình tiếp tục mà không có sự xáo trộn. Sự khôn ngoan của một con người nằm ở sự minh bạch trong trái tim, nhưng họ hiểu được lúc nào nên giả khờ để giấu trái tim minh mẫn đó của mình. Người xưa có câu, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an. Một chút ngây thơ, một chút ngốc nghếch, đôi khi giả điếc, giả mồ trước những thị phi của cuộc sống chính là cách trường sinh tốt nhất của con người. Cũng như nấu cháo 3 phần gạo, 7 phần nước, uống rượu 3 phần say, 7 phần tỉnh. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, trạng thái tuyệt vời nhất của nhân sinh chính là mọi thứ vừa đủ. Thế nên, nếu dùng một phép tính để bao quát lại cuộc đời mỗi người,
thì 3 cộng 7 bằng 0 là chuẩn xác nhất. Hãy nhớ, đôi khi bạn nhìn thấu hết sự việc nhưng đừng nói ra hết. Có một số chuyện giữ cho mình 3 phần hồ đồ vẫn hơn. Làm người ngốc nghếch 3 phần để nhìn thấu nhiều việc và tỉnh táo 7 phần để biết rõ những thứ quan trọng trong cuộc sống. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm 7 đặc điểm của người dại khờ. Nếu lĩnh ngộ được thì dẫu trời có gió to bão lớn, ta vẫn sẽ làm chủ bánh lái cuộc đời, vững bước tiến đến tương lai. Thứ nhất, trí tuệ giữ mình, trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt hồ đồ. Làm người, cảnh giới cao chính là giống kẻ khờ. Rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại biểu lộ giống như kém cỏi. Loại người này không thích khoa trương, không tỏ ra tài trí hơn người, luôn bình dị gần gũi. Như vậy trái lại được mọi người yêu thích. Xã hội hiện nay thật giả lẫn lộn, lòng người trắng đen khó đoán. Dù bạn thực sự là người thông minh, nhưng một khi thể hiện ra sẽ lập tức bị người khác đố kỵ. Một người thích khoe khoang có thể vì muốn đề cao bản thân, vì hư vinh muốn nở mày nở mặt. Nhưng khi bạn làm điều đó ở chốn quan trường hoặc tại nơi làm việc, tất sẽ bị mọi người xa lánh. Như vậy, nếu cứ thích gì làm nấy, đó là hành động thông minh hay là gây họa? Vậy nên, nếu để ý và quan sát con người ngày nay, hẳn chúng ta sẽ nhận ra xã hội có tồn tại rất nhiều người thông minh. Họ phán đoán suy nghĩ của người khác một cách nhanh chóng và không bao giờ bị mắc lừa. Họ tính toán chi li, so đo từng chút để làm sao không thua thiệt, không bị người lừa gạt. Nhưng họ đã quên câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu chứng kiến trực tiếp những việc người thông minh làm, chúng ta sẽ phát hiện, bởi vì quá thông minh nên người này thường bị người khác phòng bị. Kỳ thực, thông minh cũng không phải là xấu. Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống lại cần chúng ta ngốc một chút mới tốt. Hơn thế, làm được người thông minh, giả ngốc quả không dễ dàng. Cho nên, người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Giả thiếu hiểu biết khiến mọi việc được tiến triển thuận lợi hơn. Biểu hiện của ngốc nghếch ở người thông minh chính là một loại trạng thái bình tĩnh. Không hiểu cái đạo lý của người đại ngốc thì khó thành tựu đại sự. Kỳ thực, học được trí tuệ của người đại ngốc nghĩa là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, không muốn tìm câu trả lời đối với chuyện còn con, không so đo chi li, lùi một bước biển rộng trời cao, mọi sự việc đều theo thời gian mà được làm sáng tỏ, hoặc là chúng từ từ trở nên mờ nhạt hoặc hóa giải từ từ và sẽ có được câu trả lời đúng đắn. Có những sự việc nếu chúng ta làm được nhắm một mắt, mở một mắt đúng thời điểm, như vậy, chúng ta đã đang làm người thông minh mà giả ngốc rồi. Nếu có người nào đó nói với bạn rằng một người khác đang công khai nói xấu bạn sau lưng, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Rất có thể bạn sẽ bực mình và đi hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu làm vậy thì bạn không những chỉ làm xấu hình ảnh của mình mà còn khiến sự tình nghiêm trọng hơn và làm tăng thêm sự bực tức khó chịu cho bản thân. Quan hệ giữa người với người thật khó để không phát sinh mâu thuẫn, không gây nên những rắc rối từ việc tính toán được mất, khiến tức khí nổi lên, làm hại tinh thần và sức khỏe. Nếu làm được ngốc một chút thì bao phiền não sẽ không còn đất sinh sôi phát triển. Do đó, chúng ta có thể thấy đắc thân người đã khó, làm người hiểu biết khó, làm được người ngốc nghếch càng khó hơn. Kiếp nhân sinh khó học được cái đạo lý của giả ngốc, nhưng lại quý bởi sự khờ khạo, vui vẻ cũng bởi biết ngốc dại. Nếu như bạn hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ hiểu thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ. Thứ hai, trí tuệ nói chuyện, đừng dùng miệng lưỡi sắc bén để luận bàn khuyết điểm của người. Không phải tự dưng mà người xưa có câu, họa từ miệng mà ra.
Từ xưa đến nay, số người vì cái miệng mà mang họa không phải là ít. Nhiều người thích khoe khoang tài ăn nói sắc bén, thích bàn luận tốt xấu về người, bàn luận chuyện thị phi thì tai họa là điều sớm muộn. Nhưng cũng có người chỉ vì một câu nói vô tình bị đồn thổi, cắt câu lấy nghĩa mà gây nên mối hận thiên thu. Trong cuốn Mặc Tử có ghi chép rằng học trò của Mặc Tử từng hỏi ông, nói nhiều có lợi không? Mặc Tử trả lời, ếch nhái kêu suốt ngày đêm, kêu nhiều đến mức mỏi miệng, nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló dạng, nó liền cất tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy. Vậy kêu nhiều, nói nhiều, có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi. Ví dụ mà Mặc Tử đưa ra đã nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống thực không nên nói nhiều. Những người biết nói chuyện, những người thông minh, họ sẽ chỉ nói những lời thích hợp trong những lúc phù hợp. Cho nên nếu ngay từ đầu nói chuyện có thể suy xét cẩn trọng, chẳng phải sẽ tránh được rất nhiều phiền não sao? Cách đối nhân xử thế không được quên họa từ miệng mà ra. Hơn thế nữa, bậc trí giả cao thượng không tranh hơn thua. Cổ ngữ có câu, hiền nhân tranh tội, ngu nhân tranh lý. Vì sao người hiền tài lại muốn nhận phần thiệt về mình? Trong cuộc sống, chúng ta thường cho rằng, bất kể gặp chuyện gì thì đều phải cố gắng nói cho rõ ràng minh bạch. Nhưng kỳ thực, cuộc đời này có những việc không thể phân rõ tuyệt đối đúng và sai. Gặp chuyện mà không tranh hơn thua rất nhiều khi là một loại cảnh giới cao thượng. Trên đường đời, không thiếu những việc chẳng thể nói rõ ràng ngay được, đặc biệt là lúc người đối diện không giữ được bình tĩnh, không có lý tính thì muốn giải thích chỉ là điều vọng tưởng mà thôi. Người luôn tranh giành, cãi lý thì tâm tình sẽ càng ngày càng trở nên phiền muộn, khó chịu. Trái lại, người không tranh hơn thua, tự nhiên tâm tình thanh sạch, tĩnh tại, thậm chí thể xác và tinh thần đều an vui, tường hòa. Người có trí huệ sẽ chú trọng tu dưỡng tâm tính, hướng vào bên trong, do đó họ có thể tẩy tịnh được tâm linh của mình. Trái lại, người mê lạc thường sẽ theo đuổi vẻ bề ngoài, cho nên tùy tiện làm vấy bẩn tâm hồn mình. Người chủ động nhận sai, nhận lỗi thì tâm tính sẽ càng ngày càng bình thản, tĩnh lặng hơn. Người thật tâm tu luyện sẽ hiểu được chân lý của trời và đất, hiểu được chân tướng của vũ trụ, biết thiện ác có báo là thiên lý. Cho nên họ ngay cả khi ở một mình cũng không làm điều xấu. Họ nhận ra lỗi thì vui vẻ sửa chữa, chưa nhận ra lỗi thì vẫn tĩnh tâm xét lại mình. Họ không màng danh lợi thì sẽ không vì danh lợi mà mệt mỏi. Những người như thế, cho dù bị tiểu nhân nhục mạ, nói lời không thật để bôi nhọ thì vẫn thản nhiên tiếp nhận, trong lòng luôn tràn đầy ánh sáng. Người không thể chịu thiệt thì không phải là kẻ trí. Người lấy lời mạnh bạo mà áp đảo đối phương thì cuối cùng cũng là ác khẩu tạo nghiệp. Người tranh cãi thắng dù có được sự thỏa mãn nhất thời thì cũng không thể vui vẻ dài lâu. Xưa kia có một người hót phân, một người bổ củi và một người ăn xin gặp nhau. Ba người không có việc gì nên ngồi tán gẫu. Người ăn xin nói, nếu là hoàng đế thì các anh sẽ làm gì? Người hót phân nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ lệnh tất cả phân ở phố này đều quy về tôi. Ai mà đến hót thì tôi sẽ sai quan quân đến bắt ngay. Người bổ củi nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ đi đánh một cái búa bằng vàng, hàng ngày dùng búa vàng này bổ củi. Cuối cùng, người ăn xin nói, nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ không làm gì cả, ngày ngày ngồi bên bếp lửa ăn khoai lang nướng. Nếu được hỏi câu như ba vị trong câu chuyện trên, hẳn là mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Hơn nữa, không ai giống ai bởi vì cách nhìn của từng cá nhân đối với sự việc là khác nhau. Biết được sự khác nhau đó, ta cũng không nên tranh cãi làm gì. Chỉ có cách đứng ở góc nhìn của họ
từ đó hiểu đối phương. Ở đây không cần tranh cãi mà là bao dung sự khác biệt. Núi không khoa trương độ cao của mình, chỉ vui vẻ cống hiến những vật phẩm, khoáng sản phong phú một cách thầm lặng. Sông không khoe khoang sự linh động của mình, lặng lẽ dẫn nước tưới thấm ruộng đồng, nuôi dưỡng nền văn minh nhân loại. Vì không khoe khoang nên sẽ không so sánh, từ đó dẫn đến tranh đấu hơn thua, được mất. Chỉ làm những việc cần làm, điều này thể hiện một phần sự bao dung, cống hiến của núi sông. Làm người chẳng phải cũng nên thế sao? Nếu cứ mãi tranh hơn thua khẩu khí vì một lời nói mà sống chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Mà xem ra, dù có chiếm thế thượng phong thì đối phương chưa chắc đã phục, thậm chí còn oán hận bất bình. Người có tâm thái bình ổn sẽ tránh xa những tranh luận vô ích, không cần thông qua cách này để đạt được cảm giác thắng lợi. Không cần quá quan tâm người khác nói những gì, nhưng bản thân nên có năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác, làm những điều lương tâm mách bảo. Tâm rộng như biển, tự nhiên sẽ gió yên sóng lặng. Tâm sáng như trăng mới có thể phản đãng bước đi. Thứ ba, trí tuệ nhẫn nại, lấy tĩnh chế động, lấy lui làm tiến. Xưa nay, người khiêm cung nhún nhường thường luôn được mọi người tôn kính. Học trò của Khổng Tử là Hạ Tử đã nói về thầy của mình rằng: vọng chi nghiễm nhiên, tức chi xã ôn. Ngụ ý là thoạt đầu nhìn từ xa, cảm thấy thầy rất trang trọng uy nghiêm. Nhưng khi đến gần, khi tiếp xúc, lại cảm thấy thầy vô cùng ôn hòa, gần gũi. Người có mức độ tu dưỡng cao thường ôn hòa khoan dung, không tranh không giành với ai. Bởi vì trong tâm họ có tự tin và bao dung to lớn, nên không cần phải đòi hỏi quá nhiều từ bên ngoài để phô trương bản thân mình. Trái lại, người có mức độ tu dưỡng thấp thường hay tranh cường háo thắng, bởi vì lòng dạ hẹp hòi nên chuyện gì họ cũng muốn tranh hơn, khoe khoang bản thân, thậm chí có thể không tiếc mọi giá phải trả, không màng đến hậu quả để được hơn. Trong sách Thái Can Đảm có viết: đi đường nếu gặp phải đoạn đường chật hẹp thì nhường một bước để người ta đi qua. Khi có món gì ngon hãy biết ăn giảm ba phần để mọi người cùng thưởng thức. Người càng có hàm dưỡng thì càng biết nhường bước. Lùi một bước, nhìn qua thì thấy như bản thân đang chịu thiệt thòi, nhưng thực ra là đã thắng được lòng người. Nhường bước là một loại tu dưỡng, cũng là một lối sống đẹp có thể mang đến nhiều niềm vui cho bản thân. Trong cuộc sống, người có thể giữ trong mình sự tôn trọng người khác và biết khiêm nhượng thì đó không phải người yếu nhược mà đó là người có tu dưỡng và có đạo đức tốt đẹp. Anh hùng thực sự có thể co, có thể duỗi, không ai có thể cả đời đều thuận lợi. Cho nên lúc đắc ý có thể hãnh diện nhưng không được quá cao ngạo. Lúc thất ý càng không thể để tinh thần sa sút, cần tích lũy năng lượng chờ được thời cơ, thua keo này ta bày keo khác. Trong lúc nhẫn chịu có thể nếm trải bao dư vị của nhân sinh, lấy khổ làm vui, lấy tĩnh chế động, lấy vui làm tiến. Thứ tư, trí tuệ bao dung, dĩ hòa vi quý, tha thứ rộng lượng. Khờ khạo là một loại độ lượng, dĩ hòa vi quý, có thể xem nhẹ mọi chuyện. Làm người có thể tha thứ được cho ai thì nên tha thứ. Có thêm một người bạn chính là có thêm một con đường. Nho gia có câu hòa vi quý, bình gia có câu thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Cổ nhân có kinh nghiệm gia hòa vạn sự hưng. Người trị quốc thì mong mỏi hòa bình, hòa mục, còn người kinh doanh lại có cách nói hòa khí sinh tài. Có thể thấy, dĩ hòa vi quý là một phần trọng yếu trong cách đối nhân xử thế, tề gia trị quốc của người xưa, và họ vô cùng coi trọng chữ hòa trong xử sự và làm người, cho rằng hòa là một trong những cảnh giới cao nhất mà những người đạo đức cao thượng theo đuổi. Là đạo lý ngàn đời trong quan hệ giữa người với người. Dùng hòa khí đối đãi với mọi người thì vạn vật thuận lợi,
Khi giao tiếp, giữ thái độ cởi mở, ôn hòa, nhẹ nhàng thì có thể hóa giải mọi hiểu lầm, mâu thuẫn. Từ cổ chí kim, phàm là một người làm nên sự nghiệp lớn đều có tấm lòng độ lượng bao dung. Họ trên thì hiếu kính, dưới thì khiêm nhường, luôn giữ được tâm bình khí hòa khi đứng trước mọi việc. Còn phàm là những người có ngạo khí, dễ dàng trở mặt, phủ định người khác thì cũng tự biến mình thành người cô độc. Suy xét kỹ một chút, có thể thấy con người sống nơi thế gian kỳ thực cũng là nương tựa vào nhau, hòa hợp cùng nhau mà sinh tồn. Đạo lý này có thể nhiều người hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Cá ngê theo đàn nhảy ngược, chim nhạn kết đôi bay cao. Con người sống nơi thế gian cũng nên là như vậy, tạo lập quan hệ hợp tác cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau thì mọi việc sẽ suôn sẻ và lâu dài. Ngày nay, tư duy cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé lên ngôi, vì sự sinh tồn và phát triển của bản thân mà không từ thủ đoạn. Tư tưởng đấu tranh triết học cũng khiến người ta không còn tin tưởng lẫn nhau. Người với người trở thành kẻ địch, người ta dễ dàng trở mặt với nhau, bán đứng lẫn nhau, phá vỡ mối quan hệ hòa hợp giữa bản thân với người khác. Cuối cùng, biến mình thành người không đáng giá trong mắt người khác. Một người nếu có lòng tham lam quá lớn, chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình thì rất khó có thể giữ được hòa khí. Người có thể giữ được hòa khí phải là người có tâm quang minh, khiêm nhượng, không muốn cùng người tranh cường háo thắng. Giữa người với người chỉ có thực sự thành lập mối quan hệ hợp tác hài hòa mới có thể khiến sự nghiệp phát triển, xã hội hòa thuận. Muốn đạt tới cảnh giới hòa khí trí tường thì phải có tấm lòng rộng lượng, khoan dung tha thứ, phải dưỡng thành một loại thói quen tường hòa từ bi khi đứng trước mọi việc, gặp chuyện không nóng nảy, không dễ dàng tức giận, không vì việc nhỏ mà kết oán với người khác. Cuối cùng, biến mình thành người không đáng giá trong mắt người khác. Một người nếu có lòng tham lam quá lớn, chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình thì rất khó có thể giữ được hòa khí. Người có thể giữ được hòa khí phải là người có tâm quang minh, khiêm nhượng, không muốn cùng người tranh cường háo thắng. Giữa người với người chỉ có thực sự thành lập mối quan hệ hợp tác hài hòa mới có thể khiến sự nghiệp phát triển, xã hội hòa thuận. Muốn đạt tới cảnh giới hòa khí trí tường thì phải có tấm lòng rộng lượng, khoan dung tha thứ, phải dưỡng thành một thói quen tường hòa từ bi khi đứng trước mọi việc, gặp chuyện không nóng nảy, không dễ dàng tức giận, không vì việc nhỏ mà kết oán với người khác. Nhường nhịn nhất thời có thể khiến người ta tổn thất một chút, nhưng nhìn xa hơn, lâu dài hơn sẽ thấy họ nhận lại được gấp nhiều lần. Vì thế, bao dung người khác cũng là vì mình mà lưu giữ ân tình. Biển chứa trăm sông bởi vì bao dung mà trở thành rộng lớn. Người có bao dung thì mưu sự mới dễ thành. Thứ năm, trí tuệ làm người. Bề ngoài khờ dại, nội tâm thông suốt. Người thực sự có trí tuệ cao thường rất khiêm tốn, không để lộ tài năng của mình. Thoạt nhìn họ rất chất phác, chậm chạp, thậm chí còn ngu ngơ. Đây chính là điều mà người xưa thường gọi là đại trí nhược ngu. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói, ta suốt ngày dạy học cho Nhan Hồi mà trò ấy chưa bao giờ phản đối ý kiến hay thắc mắc, giống như một kẻ ngu đần vậy. Nhưng sau khi lui về xem xét kỹ thì phát hiện trò ấy phát huy thực hành đầy đủ nội dung mà ta dạy. Có thể thấy Nhan Hồi quả thực không phải kẻ ngu đần. Đại tác gia Triều Minh Lữ Khôn viết trong Thân Ngâm Ngữ, ngu giả nhân tiếu chi, thông minh giả nhân nghi chi, thông minh nhi ngu, kỳ đại trí giả. Ý tứ là người ngu xuẩn sẽ bị người khác chế nhạo, người thông minh sẽ bị người khác hoài nghi. Người thông minh mà thoạt nhìn như ngu dốt thực sự là bậc trí giả. Người đại trí nhược ngô, thoạt nhìn thì thấy đối với sự tình gì họ cũng không hứng thú lắm. Những người này hoặc là thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn,
ý nói là hái hoa cúc dưới bờ rào phía đông, nhàn nhã ngắm núi phía nam, hoặc là thân ở nơi phố xá sầm uất mà tâm lại bình hòa như gương. Họ cho dù thân ở chốn quan trường nhưng tinh thần vẫn có thể vượt khỏi trần gian. Hết thảy những công danh lợi lộc nơi thế gian họ đều có thể cầm lên được và bỏ xuống được. Trong Luận Ngữ, khi viết về Ninh Vũ Tử, Khổng Tử viết: Ninh Vũ Tử bang hữu đạo tắc trí, bang vô đạo tắc ngô, kỳ trí khả cập giã, kỳ ngô bất khả cập giã. Ý nói, ông Ninh Vũ Tử khi nước có đạo thì tỏ ra là người trí, khi nước vô đạo thì làm ra vẻ ngu đần. Cái trí của ông ấy người khác có thể học được, còn cái ngu của ông người khác có muốn học cũng không học được. Ninh Vũ Tử quả nhiên là người hiểu đạo lý, đại trí nhược ngu. Khi đất nước có đạo, phát huy trí tuệ của mình thì được lợi cho quốc gia. Khi đất nước rối ren, đạo đức bại hoại, ông giả ngu để giữ mình trong sạch. Người đại trí nhược ngu hiểu được đạo lý, lấy lui mà tiến, lấy nhu thắng cương. Bậc trí giả làm người luôn giữ tâm thái bình hòa, gặp nguy mà không loạn, gặp lợi mà hững hờ, không quan tâm hơn thua. Bậc trí giả xử thế kín đáo mà không giấu giếm, âm thầm mà không huyên náo, bình tĩnh thong dong mà không vội vã. Đúng như lời của Đại Văn Hào Tô Thức đã nói, đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngô. Người dũng mạnh thường có vẻ ngoài như khiếp sợ, người đại trí thường có vẻ ngoài như ngu đần. Nhắc tới Lưu Bị trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, dân gian có câu, tục ngữ rằng Lưu Bị khóc ra giang sơn, ý nói từ vườn đào kết nghĩa huynh đệ, cảm động mà khóc, ba lần đến mời Gia Cát Lượng cũng quỳ gối mà khóc, lệ ướt ống tay áo, vạt áo đẫm nước mắt, khóc vì Tử Long, khóc vì Tử Thứ, khóc vì dân chúng lầm than. Lưu Bị đã làm cảm động văn thần võ tướng, khiến quân lính chiến đấu quên mình, suốt đời trung thành. Ông khiến dân chúng cảm động, bỏ nhà, bỏ cửa, quên cả sống chết mà một lòng, một dạ đi theo ông. Ngày xưa, khi Trương Phi và Quan Vũ mất, Lưu Bị một ngày khóc 3 đến 5 lần, khóc đến mức y phục ướt đẫm, quyết định thay Trương Phi và Quan Vũ báo thù. Lưu Bị bấy giờ không để tâm đến xã tắc mà tự mình dẫn hơn 10 vạn đại quân tiến đánh Ngô, bất chấp nguy hiểm của ngàn mũi tên. Đến nỗi binh bại, từ đó mà khóc ra một chữ nghĩa. Có người lại nói Lưu Bị không có tài, chỉ biết dùng người mà thôi. Thời Tam Quốc, trên phương diện trị quốc, Gia Cát Lượng được người đời đánh giá là người toàn năng. Đối với Lưu Bị mà nói, văn phải nhờ đến Gia Cát Lượng, võ thì không thể rời xa Quan Vũ, Trương Phi. Nhưng vì sao ba người họ lại một lòng phục tùng Lưu Bị? Lưu Bị tự nhận mình là người đọc không nhiều sách thánh hiền, chỉ biết sơ sơ, quả thực là như vậy. Ông tuy rằng không thích đọc sách, nhưng đối với những lời dạy của thánh hiền thì lại luôn khắc sâu và có lý giải sâu sắc. Lưu Bị cả đời giữ gìn đạo đức, thực hành nhân nghĩa, bởi vậy mà ông thắng được lòng dân, giành được tín nhiệm của thuộc hạ. Chính vì thế mà ông có được Gia Cát Lượng, cúc cung tận tụy, có được Quan Vũ, Trảm Lục Tướng. Đây chính là đại trí nhược ngô của Lưu Bị. Cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa tuy không phải chính sử nhưng lại được người đời say mê chính là vì điều này. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người mong muốn mình trở nên nổi bật hơn người, có chức vị nổi danh. Vì thế, họ không nhịn được sự tĩnh tại mà lúc nào cũng muốn bộc lộ tài năng của mình. Họ e sợ rằng người khác không biết được mình thông minh, mình có bản sự, nghĩ mọi biện pháp để trở thành tấm gương được mọi người chú ý. Nhưng khi tâm hư vinh của họ không ngừng đạt được sự thỏa mãn thì thất bại lại cách họ càng ngày càng gần. Thứ sáu, trí tuệ giao tiếp, thông tuệ mà giả khờ, kết duyên rộng rãi. Trong giao tiếp giữa người với người, thật thật giả giả, không ai có thể tranh biện rõ ràng được. Lời của người khác có lúc đúng, có lúc lại không.
Vậy vì sao người Chí lại giả ngô? Con người hiện đại có lẽ ít ai lý giải nổi. Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Nhưng cổ nhân thực sự cho rằng cách xử thế giả ngốc mới là vẹn toàn nhất. Trước hết, đó là biểu hiện của sự tu dưỡng, hàm dưỡng và khiêm nhường. Ngoài ra, người ta cho rằng kẻ ỷ vào tài sẽ nguy khốn vì tài, ỷ vào danh thậm chí sẽ mất mạng vào danh. Nguyễn Du chẳng phải cũng đã nói có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần đó sao? Người tinh thông lại giả hồ đồ, chính là đối với ai cũng có thể xem là bằng hữu, thậm chí đó là người đã mạo phạm mình, cũng có thể mỉm cười đối mặt, không tính toán so đo, sẽ tránh được rất nhiều xung đột, cũng lại có thể gặp được nhiều người hữu duyên. Thứ bảy, trí tuệ xử thế, cố ý yếu thế, giả bộ hồ đồ. Theo ghi chép trong sử ký, có một lần Khổng Tử tới thỉnh giáo Lão Tử về đạo lý làm người. Lão Tử đã nói với Khổng Tử: "Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu." Ý nói là một thương nhân có đầu óc thông minh sáng suốt sẽ rất hiểu giá trị ẩn chứa bên trong của tài sản, hàng hóa và coi vẻ bề ngoài của nó không là gì cả. Một người quân tử có phẩm hạnh cao thượng sẽ thấu hiểu ẩn chứa trong họ giá trị đạo đức nội tại cao vời. Còn vẻ bề ngoài dường như ngu đần, chậm chạp, người ta cần loại bỏ khí chất kiêu ngạo và sự tham lam dục vọng cùng các chủng nhân tâm mới có thể trở thành bậc thánh nhân. Điều này gọi là đại trí giả ngu. Từ xưa tới nay, hồ đồ nan đắc luôn là đạo thế được sùng bái của những bậc cao nhân. Có rất nhiều người đều mong muốn truy cầu tới trí huệ và cảnh giới hồ đồ, cũng chính là điều như Lão Tử giảng, đại trí giả ngu. Nguyên nhân là bởi khi tài năng được bộc lộ một cách thái quá sẽ dễ bị người khác ghen ghét và càng dễ gây thù chuốc oán hơn. Trước đây, ở một nơi hẻo lánh có một câu chuyện xảy ra. Trên phố, một nhóm côn đồ trong địa phương thay phiên nhau đánh đấm một người đàn ông trung niên cao to và khỏe mạnh. Sau khi im lặng chịu đựng trận đòn man dợ, mũi và miệng người đàn ông trung niên đã rớm máu. Tuy nhiên, điều lạ là ông không đánh lại, cũng không tránh những cú đấm và cú đá. Người xem đều cho rằng người đàn ông này thật khờ dại. Một cụ già không thể đứng xem cảnh này lâu hơn được nữa. Sau khi đám du côn rời đi, cụ già tới lau vết máu trên mặt người đàn ông trung niên. Cụ ngạc nhiên khi nhìn kỹ và nhận ra đó là một huấn luyện viên trường võ thuật chuyên nghiệp ở một huyện gần đó. Thêm nữa, người đàn ông này đã đoạt giải quán quân trong một cuộc thi võ thuật danh tiếng. Quá kinh ngạc, cụ già hỏi ông, với công phu của mình, ông thừa sức khuất phục mấy tên lưu manh đó. Tại sao ông không đánh lại khi bị đánh như vậy? Người đàn ông trung niên điềm tĩnh đáp, những người luyện võ giảng về võ đức bị họ đánh vài lần không thể gây ra vết thương lớn nào đối với tôi. Còn nếu chủ động, tôi có thể làm chết người ấy chứ. Ngoài ra, đánh nhau với đám du côn không biết võ đó có thể làm bẩn tay tôi. Sau khi nghe điều này, một số người xem tỏ vẻ kính phục, trong khi những người khác chỉ thầm cười nhạo khi người đàn ông bước đi. Câu chuyện này khiến người ta liên tưởng đến Điền Cố, Hàn Tín chịu nhục chui háng. Nếu khi ấy Hàn Tín lấy đầu kẻ vô lại bằng thanh bảo kiếm của mình, ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn. Nhưng ông đã nhẫn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người. Ngoài ra, ông làm vậy là bởi vì ông không còn đường lui. Bò dưới hai chân kẻ vô lại không phải hèn nhát, cũng không phải ngu ngốc. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này, Hàn Tín đã trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập Triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với Triều Hán đã chứng minh ông là một bậc đại trí. Một số người chỉ trích tư tưởng tinh trung báo quốc của Nhạc Phi Triều Tống là ngu trung.
Cũng có người coi hành vi của những bậc đại trí tuệ là điên và khờ. Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn ngược lại. Trong lịch sử Trung Hoa có cố sự gọi là Phong Tăng Tảo Tần, tức là tăng điên quét tần cối. Vị tăng điên này không phải điên thật mà ông chỉ dùng trí tuệ của mình để bỡn cợt một đại gia thần làm tể tướng đương triều. Kẻ đã giết hại trung thần Nhạc Phi. Xét cho cùng, tần cối kẻ tự đóng mình lên cây cột sỉ nhục muôn đời mới là kẻ điên và khờ thật sự. Theo đuổi sự sảng khoái và lợi ích nhất thời trong những việc nhỏ nhặt chỉ là kiểu khôn vặt của người đời. Bậc đại trí trông như kẻ khờ, bởi vậy người bình thường khó mà luận được anh hùng dựa trên được mất ở thế gian. Chỉ người dùng tâm đại nhẫn mà thiện đãi thiên hạ mới đúng là biểu hiện của đại trí tuệ. Đúng thật, ngựa có lúc mất móng, người có lúc trượt chân. Cách đối nhân xử thế lẽ nào có thể không cẩn thận? Ngã nhẹ đau nhẹ, ngã nặng thì không chỉ là đau còn kèm theo thương tích. Phải hiểu là ngay từ đầu đã cố ý yếu thế, giả bộ hồ đồ. Như vậy chẳng phải có thể tránh được việc trèo cao ngã đau sao? Tục ngữ có câu rằng nước trong quá thì không có cá. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, đời người hà tất việc gì cũng phải nghiêm túc. Làm người hồ đồ tất có nhân duyên, làm việc hồ đồ ắt có cơ duyên. Hồ đồ là cách đối nhân xử thế khoáng đạt, có thể nắm, có thể buông. Biết hồ đồ mới là người thông minh, không cố tỏ ra mình thông minh, không bàn luận cao xa. Ngược lại còn giả bộ ngô nghê ngốc nghếch, nhìn như có vẻ muốn lẩn tránh, thật ra trong tâm đều thấu tỏ, lại không muốn đắc tội với người khác. Kỳ thực thông minh cũng phân lớn nhỏ, hồ đồ cũng có thật giả. Người thực sự hồ đồ càng nói càng sai, càng làm càng lỗi, càng sống càng khổ. Giả hồ đồ biết sai không nói, biết đúng không bày tỏ, càng sống càng thuận. Thông minh không phải là sai, lại càng không phải là có tội. Điều then chốt là sử dụng sự thông minh của bản thân đúng lúc, đúng chỗ. Biết giả hồ đồ cũng là biểu hiện của người thông tuệ. Bậc đại trí huệ giả ngốc nhưng lại sống một đời an yên, không ngã lòng bởi hư vinh vụt sáng, không mê đắm trong bóng trăng ảo ảnh. Quý vị thân mến, qua chương trình ngày hôm nay ta thấy rằng thông minh không phải là sai, lại càng không phải là có tội. Điều then chốt là sử dụng sự thông minh của bản thân đúng lúc, đúng chỗ, biết giả hồ đồ cũng là biểu hiện của người thông tuệ. Bậc đại trí huệ giả ngốc nhưng lại sống một đời an yên, không ngã lòng bởi hư vinh vụt sáng, không mê đắm trong bóng trăng ảo ảnh, biết mà không nói, không tranh hơn thua với đời. Hy vọng quý vị sẽ có cuộc sống an nhiên, tự tại. Quý vị yêu mến chương trình, hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh Vạn Cổ Tinh Hoa để tiếp tục lắng nghe lời dạy cổ nhân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. 7 dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật che chở, phúc lộc vẹn toàn, càng già càng sướng. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, như các bạn đã biết thì ai cũng có tâm niệm riêng cho bản thân. Người thắp nhang thì thường đi chùa cầu được trời Phật che chở, bình an. Người theo đạo Thiên Chúa hoặc những tín ngưỡng khác cũng có tâm niệm về đức thánh riêng của mỗi đạo. Sở vi thiện nhân, nhân giai kính chi, thiên đạo hữu chi, phước lộc tùy chi, chúng tà viễn chi, thần linh vệ chi, sở tố tất thành, thần tiên khả ký. Người hành thiện sẽ được thiên hạ tôn kính, được trời Phật phù hộ, phước lộc không cầu mà tự đến, tà thần ác quỷ đều tránh xa, lại được thần linh hộ trì giúp đỡ. Sự việc hễ làm tất thành, lại còn hy vọng trở thành thần tiên nữa. Theo quan điểm của giáo lý nhà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy, mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh.
Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo. Mà tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dẫn dắt. Cho nên, dù là kẻ quê mùa hay hàng trí giả, chỉ cần có lòng hướng Phật, tu tâm tu thân, hướng thiện, hành thiện, thì ai ai cũng sẽ được Ngài che chở và phổ độ. Ngài không ghét, cũng không ruồng bỏ bất cứ ai. Thế nhưng, nếu đứng ở góc độ phàm nhân, Phật Bồ Tát cũng có đối tượng mà Ngài thích và không thích. Người có thể nghe theo và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, đương nhiên chính là những người được yêu quý nhất. Còn những người không tin nhân quả, phỉ báng Phật, không kính Phật, thì làm sao chư Phật Bồ Tát phù hộ cho được? Vậy nên, nếu bạn là người đủ phúc báo sâu dày, được thần Phật để mắt che chở, thì cuộc đời sẽ có những biểu hiện rõ ràng mà ít ai có được như đây. Dấu hiệu thứ nhất, mạnh khỏe, bình an. Trên thực tế, nếu một người có thể được sống khỏe mạnh và bình an, đó chính là sự che chở lớn nhất mà Bồ Tát và chư thần Phật dành cho bạn. Không phải ai cũng có cơ hội được sống khỏe mạnh. Điều may mắn lớn nhất trên thế giới này không phải là bạn có bao nhiêu của cải, sang giàu thế nào, mà là bạn có khỏe mạnh và bình an hay không. Ngay cả khi bạn không có được một cuộc sống dư dả về tiền bạc, miễn là bạn vẫn đang khỏe mạnh, bạn cảm nhận được hạnh phúc, vậy tức là bạn đang được Bồ Tát bảo vệ. Có câu nói rất quen thuộc như sau: có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi cơ thể mạnh khỏe, bạn mới có đủ sức để làm việc, kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống. Nên nhớ, tiền bạc khi mất đi có thể kiếm lại được, nhưng một khi sức khỏe mất đi, bạn sẽ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế nên, tiền kiếm được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Nhưng nếu tổn hại đến sức khỏe, hãy biết điểm dừng. Đừng tốn quá nhiều thời gian vào những cuộc chơi vô bổ. Hãy biết rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng đúng cách và hợp lý. Mỗi người lại chỉ có một chỉ số sức khỏe khác nhau từ khi sinh ra. Chỉ số này sẽ có sự thay đổi, biến thiên trong suốt cuộc đời. Con người vừa sinh ra đã bệnh tật đầy thảm thiết. Có người thì cả đời chỉ cảm mạo sơ sơ. Có người thì đang khỏe mạnh, bỗng mắc bệnh nan y. Có người thì một giai đoạn nào đó trong đời phải bị một cơn bạo bệnh nghiêm trọng. Có người thì cực kỳ khỏe mạnh lạ thường suốt cả quãng đời. Tất cả đều có nghiệp duyên thiện ác chi phối. Tất nhiên, không phải Bồ Tát sẽ giúp bạn cả đời không đau ốm. Nhưng phước lành mà người ban tặng sẽ giúp bạn có thể chỉ mắc phải những bệnh tật cảm nhẹ như ốm lạnh, ốm sốt, cảm, v.v. Đơn giản là do phản ứng của cơ thể trước những sự ảnh hưởng từ môi trường sống bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ bị bệnh nặng, bởi những bệnh nặng sẽ do tâm bệnh mà ra. Nhưng bởi vì được thần Phật bảo hộ, che chở, nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, vô tư và thoải mái. Chính vì thế mà bạn sẽ không tự tạo ra áp lực vô hình cho người khác. Tuổi thọ bạn sẽ cao hơn hẳn những người khác. Hơn nữa, vì được phước từ quá khứ, nên giờ ta tìm được phương pháp rèn luyện thích hợp, giúp cơ thể vật chất khỏe mạnh hơn. Rồi khi khỏe mạnh lên, ta lại tiếp tục sống cống hiến, phụng sự cho đời, thì lại tạo ra phước sức khỏe vô hình cho tương lai thêm lớn mạnh. Ngược lại, nếu có sức khỏe rồi mà ăn chơi, phá hoại, thì chắc chắn sẽ rơi lại vào bệnh tật. Dấu hiệu thứ hai, tâm hồn lương thiện. Tâm hồn lương thiện, thái độ sống tốt đời đẹp đạo, luôn giúp đỡ người xung quanh. Những người như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự che chở, phù trợ từ chư thần Phật Bồ Tát. Thực ra một người có được bảo hộ hay không, không liên quan tới việc bạn có tính tâm hay không, mà nằm ở hành vi của bạn. Sống ở đời, cho đi thì mới có thể nhận lại. Thế nên trong cuộc sống, ngoài sống vì bản thân, cũng nên mở lòng, sống vì người khác. Đôi khi nhận phần thiệt về mình, bạn sẽ được ông trời bù đắp bằng những thứ vô cùng giá trị, xứng đáng gấp trăm lần. Bạn đừng buồn
khi đôi khi nhiều người làm việc tổn hại liên quan đến bạn lại luôn gặp may, mà nên thầm chúc mừng và vui vẻ cho họ. Bởi chính bạn là người rất có phúc, được thần linh phù hộ. Người lương thiện chân chính không nằm ở hành động bề ngoài, mà là thể hiện của nội tâm. Chỉ cần sống lương thiện, ý nghĩ thuần khiết, trời xanh ắt có an bài. Quả đất tròn, tất cả những việc làm lương thiện của bạn rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không phải ở đâu xa xa, mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người lương thiện khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có cách bảo toàn. Trong thiện nguy nan mà thực ra là hữu kinh vô hiểm. Ấy là vì thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Tức là đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh. Nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời, cho nên những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được sự quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là thiên đạo. Nếu trong cuộc sống chúng ta hay làm các việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng phước báo cõi trời người. Còn nếu chúng ta làm điều xấu ác thì phải chịu quả khổ đau địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Đó là quy luật tất yếu và sinh tồn của xã hội. Không ai có quyền ban phước, giáng họa hay sắp đặt cho chúng ta cả. Gieo nhân đào là gặt quả đó. Chính Đức Phật nhờ sự tu chứng mà thấy biết rõ ràng. Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc và chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải là do suy luận vu vơ huyền hoặc. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn. Là người đệ tử Phật, chúng ta phải hiểu và thực hành những lời Phật dạy. Gieo những hạt giống lành, tích phước đức cho bản thân và gia đình. Chúng ta nên hiểu được rằng nhân quả rất công bằng. Vì vậy muốn đón nhận được những điều lành, nhân duyên tốt đẹp thì bản thân phải sống lương thiện. Dấu hiệu thứ ba, ít muộn phiền, lo toan. Dấu hiệu được Bồ Tát che chở không nhất thiết phải ở việc ban cho người đó bao nhiêu của cải, tiền bạc, địa vị cao sang, mà còn nằm ở chỗ giúp bạn giảm bớt rất nhiều phiền não, thị phi trong cuộc đời. Cho dù cuộc sống của bạn rất bình thường, tiền bạc không quá thừa thải, nhưng bạn được tận hưởng những tháng ngày an yên, ít phiền phức. Vậy thì đó chính là những phước lành đến từ sự phù hộ độ trì của chư thần Phật và Bồ Tát dành cho bạn. Khi đó, dù bạn làm trong bất cứ lĩnh vực nào, mang thân phận nào, thì đều nhận được sự suôn sẻ, thuận lợi. Lấy ví dụ như trong việc kinh doanh, cùng một mặt hàng như nhau, nhưng bản thân bạn lại bán đắt hàng hơn hẳn người khác. Cùng học chung một ngôi trường đại học, đều nỗ lực, chăm chỉ như nhau. Nhưng khi ra đi làm, có người giàu nhanh, có người lại mãi không đủ ăn. Đơn giản là một người nhận được nhiều phúc báo, phước đức hơn hẳn người kia. Trên đời này, lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại, gây nhiều phiền nhiễu cho con người. Chúng luôn cùng hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng, tức là bạn khổ sở, và ngược lại. Hễ bạn khổ sở, là bạn sẽ sinh ra lo lắng. Trong Phật giáo, có hai loại khổ. Khổ về thể chất và khổ về tinh thần. Thứ nhất là nỗi khổ về thể chất, tức là nỗi khổ do bệnh tật gây ra. Khổ về thể chất gồm có sinh, lão, bệnh, tử. Thân khổ là thân này đã nhơ nhớp, lại bị sự sinh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở, không được tự tại an vui. Điều tệ hại nhất là không ai có thể chia sẻ nỗi đau khổ đó với người đang bị khổ đau. Tỉ như, một người đang lo lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, người ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ mình được. Cũng như vậy, nếu một đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua được những khó chịu của bệnh hoạn của đứa nhỏ. Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp được ai trong giờ phút lâm chung cả. Thứ nhì là tâm khổ hay sầu muộn
hay sự đau đớn về tâm linh. Bên cạnh khổ đau về thể xác, còn có nhiều hình thức khổ đau về tinh thần. Khổ về tinh thần như buồn phiền, ghen ghét, đắng cay, bức toại, không hạnh phúc, v.v. Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, thấy sầu thảm khi mất đi người thân yêu. Cảm thấy khó chịu khi bắt buộc phải đi với người mình không thích. Người ta cũng cảm thấy khổ đau khi không thể thỏa mãn những gì mình muốn. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tức bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Ngoài ra, còn có nỗi khổ vì cảnh. Cảnh khổ là do cảnh nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhục nhằn bi thảm mà tâm sinh ra xúc cảm. Nhưng nếu một ngày, bạn thấy tất cả những phiền muộn lo toan đó không còn quấy nhiễu tâm trí mình nữa, tâm hồn được thanh thản làm điều mình muốn, đầu óc nhẹ nhàng, ăn ngon miệng, giấc ngủ đến tự nhiên và sâu giấc, điều đó cho thấy bạn đang nhận được sự che chở độ trì của Bồ Tát. Dấu hiệu thứ tư: người hiểu và tin vào nhân quả. Phật, Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lại Ngài. Đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật. Trên thực tế, Đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả. Con người trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Nhân nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống. Quả là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành, thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Mình tự gieo nhân nào thì tự gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nếu có khác nhau. Nhân nào quả nấy có thể sửa đổi nhân quả, chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tự trung, dường như ai cũng có nỗi khổ riêng. Và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán, với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Có một câu chuyện như thế này. Một tín đồ sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt, buộc phải leo lên mái nhà để lánh nạn. Tuy nhiên, dòng nước lớn vẫn tiếp tục dâng lên mênh mông. Khi nước sắp chạm tới bàn chân, tín đồ vội vàng cầu khấn với Đức Phật. Phật tổ đại từ đại bi, xin hãy tới cứu con. Không lâu sau, một chiếc thuyền độc mộc đi qua. Người trên thuyền muốn cứu tín đồ, nhưng người này lại nói: tôi không cần anh cứu đâu, Phật tổ sẽ tới cứu tôi. Vì thế người lái thuyền độc mộc liền đi khỏi. Nhưng cơn đại hồng thủy vẫn dâng lên không ngừng. Nước giờ đã sắp cao đến eo của vị tín đồ kia rồi. Ông ta rất lo lắng, lại tiếp tục âm thầm cầu cứu Phật tổ. Ngay lúc này, một chiếc thuyền nhỏ nữa lướt qua. Người trên thuyền muốn cứu tín đồ đưa đến vị trí an toàn. Song ông ta tiếp tục từ chối, lại còn nói rằng: tôi không thích chiếc thuyền này, Phật tổ sẽ đến cứu tôi. Cũng như lúc trước, người lái thuyền chỉ đành bỏ lại tín đồ và đi khỏi. Lại qua một lúc, mực nước lúc này đã dâng cao đến ngực. Tín đồ tiếp tục lớn tiếng cầu khẩn Phật tổ.
nhưng nước lũ dâng không ngừng, khiến tín đồ đã bắt đầu ngộp thở. Đúng vào lúc này, một vị thiền sư chèo thuyền đi qua, vội đến cứu tín đồ. Tín đồ được cứu xong, còn oán trách vị thiền sư. Tôi đã cầu khấn thành khẩn với Phật tổ như thế, nhưng Phật tổ lại không hề tới cứu tôi khi tôi đang gặp nạn. Thiền sư thở dài rồi nói, ông đã trách oan Đức Phật rồi. Đức Phật đã từng mấy lần hóa ra thuyền tới cứu ông. Nhưng ông lại chê này chê nọ, lần nào cũng từ chối. Xem ra ông và Phật tổ không có duyên rồi. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho người. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ, quyết định, chứ không phải do thế lực nào tạo nên. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người. Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. Đã tin Phật thì phải tin vào nhân quả. Người tin vào nhân quả chính là một trong những kiểu người được Bồ Tát quý nhất. Vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta, chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. Những người thường gieo nhân tốt có thể gặp quả tốt mà không cầu Phật. Còn người thường gieo nhân xấu, dù có quỳ bái lại Phật cả đời, cũng không gặt hái được quả tốt. Dấu hiệu thứ 5. Người hiếu thuận với cha mẹ. Kiểu người được Bồ Tát yêu quý và chở che thứ hai chính là những người có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Trong Phật học có câu, hiếu kính cha mẹ tại gia, cần gì phải thắp hương xa. Theo Phật giáo, cha mẹ là phước báo lớn nhất trên đời. Cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Hiếu kính cha mẹ chính là cúng dường chư Phật, công đức đạt được như nhau. Người xưa thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, tức là trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo hiếu là hàng đầu. Bởi vậy phận làm con phải biết kính trên nhường dưới, báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Phận làm con cái, nếu ngay cả việc hiếu thuận với cha mẹ còn không làm được, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác, có thể đối xử tử tế với những người khác được hay không? Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt, cũng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Một kẻ bất hiếu, rũ bỏ ân sinh dưỡng của cha mẹ, cho dù có cúng dường hậu hĩnh đến thế nào, chắc chắn sẽ không được chư Phật Bồ Tát yêu thích. Tự nhiên sẽ không bao giờ được các ngài che chở độ trì. Bởi vì loại người này làm trái lời dạy của Đức Phật, không phải cùng kiểu người với các ngài. Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những kiểu người đồng dạng như vậy đến bên cạnh. Bạn muốn kết bạn với những người như thế nào, thì trước tiên, bản thân bạn phải trở thành loại người đó. Đạo Phật dạy về đạo hiếu. Chư Phật Bồ Tát đều là những người con hiếu kính cha mẹ, đề cao tấm lòng hiếu thảo, răn dạy tất cả chúng Phật tử phải làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Cho nên, muốn được Phật Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải trở thành một người con có hiếu với cha mẹ. Người hiếu thuận cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát. Các ngài đương nhiên sẽ phù hộ độ trì, che chở cứu giúp người ấy. Người xưa có câu, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Chúng sanh trong lục đạo đều bị hấp dẫn và tác động qua lại với nhau. Người có tính khí và lòng dạ xấu xa sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh Atula. Còn người ngu si và mê muội đương nhiên sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh của cõi súc sinh. Muốn có duyên với Phật, Bồ Tát thì phải trở thành người hiếu thảo với cha mẹ. Bởi người giữ trọn chữ hiếu là người dễ thu hút chúng sanh cõi trời nhất.
cũng giống như lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ. Vận mài tối thượng ở chữ hiếu. Dấu hiệu thứ 6. Người biết thọ giới và bố thí. Những người tu đạo biết thọ giới và bố thí cúng dường đương nhiên cũng là một trong những kiểu người được Phật, Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện. Người có thể cắt bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Thường khi nói đến thọ giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia, phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ, mà phạm vào là coi như có tội. Chúng ta cảm thấy giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. Thế nhưng Đức Phật chế lập ra giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả. Và thọ giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó, để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận. Mà thọ giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh, giải thoát vào tâm mình, để rồi ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn khỏi luân hồi. Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người. Điều này được gọi là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành nhân cách. Ý nói, ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách. Là một con người tốt, tu thân hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất. Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật. Ngày ngày tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Vậy còn bố thí là gì? Bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc. Nói đơn giản, bố thí nghĩa là cho. Cái gì của mình mà có thể đem ra cho người khác thì gọi là cho. Người Phật tử thực hành bố thí đúng pháp không bao giờ cho suông mà phải dụng tâm. Hiểu một cách đơn giản, dụng tâm nghĩa là khi bố thí cần hiểu và thấy rõ, chánh niệm cao độ với việc mình đang làm. Cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không quan trọng. Điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cử trân trọng và cung kính. Nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui. Thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm. Trước, trong, sau khi bố thí, tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí. Người vừa thọ giới, vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời răn dạy của chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các ngài chở che gia phúc. Chỉ cần bạn tin vào luật nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác, tích đức hành thiện, bạn là người được chư Phật Bồ Tát yêu thích, chở che, gặp nhiều may mắn. Dấu hiệu thứ 7. Người có tâm từ bi hỷ xả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được. Đó là các tâm từ bi hỷ xả. Phật dạy hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế, cho tất cả các loài hữu tình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện, là lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Những người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng tâm này, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp,
người này vẫn còn xa Phật đạo đến cả 84.000 cây số, khó kết Phật duyên. Vậy thì làm sao có thể mong được ban Phật ân? Đức Phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình. Họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có bồ đề tâm. Thế gian ai cũng cầu Phật che chở phù hộ cho mình, luôn xin cái này mong cái kia. Nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các ngài sẽ cực khổ biết bao. Người chân chính tu Phật là người luôn bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí, hành động, sẵn sàng quên mình vì mọi người. Cho nên, người có tâm từ bi hỷ xả, cho dù không cần ngày ngày bái Phật, thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn hưởng phúc, bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên. Tóm lại, theo lời Phật dạy rằng, hết thảy chúng sinh, ai cũng có Phật tính. Tức là ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn mối liên hệ tâm linh với Phật, có thể giao duyên với thần Phật. Khác biệt ở chỗ, nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, căn cơ ngộ tính bất đồng, cho nên Phật duyên sâu cạn không đồng nhất. Phật tính là bản chất vốn có của chúng sinh, nó không sinh ra cũng không mất đi, chỉ có thể ngày càng sâu sắc qua quá trình tu tâm dưỡng tính, giác ngộ hoặc bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận. Bởi vốn dĩ mọi chúng sinh đều có khả năng để hoàn thiện và đạt được giác ngộ. Người có nghiệp chướng nặng thì kiếp này tạm thời không có duyên với Phật, khó được thần Phật phù hộ độ trì, cần phải tu dưỡng nhiều hơn, tích đức hành thiện, đợi nhận thiện báo. Người có phúc sâu dày, tức là người đó đã lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, có thể dễ dàng kết duyên với Phật. Con người chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài, không thể phát sáng được. Bạn có thể tự mình tôi luyện bản thân, để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật. Một khi đã có Phật duyên, chắc chắn sẽ có Phật ân, được trời Phật che chở và phù hộ độ trì bình an vượt qua mọi tai nạn, khổ họa trong cuộc đời này. Cái duyên với Phật vốn là bình đẳng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể có, chỉ có điều là mỗi người có thể nhận biết được điều này hay không. Đức Phật dạy rằng, muốn xem một người có Phật duyên hay không, không phải là xem khoảng cách xa gần, mà là nhìn vào khoảng cách giữa nội tâm và thần Phật của người đó. Lục Tổ Đàn Kinh có câu, nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn, tòng tâm nhi mịch, cảm vô bất thông. Câu này ý muốn nói, hạnh phúc hay cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong. Các hung họa phước là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra. Ngoài tâm, chẳng tồn tại hạnh phúc nào để kiếm tìm cả. Vì vậy trong tâm trồng phúc hay trồng họa, tất cả đều nằm ở bạn. Quý vị thân mến, người trong lòng đã có Phật, chẳng cần phải tới chùa khấn bái, không cần ngày ngày thắp hương lại Phật, cũng tự có Phật duyên thâm sâu. Phật giáo vốn không truyền bá tư tưởng sùng bái thần linh. Người tín Phật, tức là người trí giả, dùng trí tuệ của bản thân để giải trừ những khổ não, cách xa thống khổ trong cuộc đời. Tu Phật để trở thành một người có cái tâm thiện đẹp, sống lạc quan từ bi, thoải mái đối mặt với những phiền muộn mà cuộc sống đem đến. Tu Phật cũng không phải bắt chúng ta xuất gia. Hồng Trần cũng là một đạo giáo.
sống tốt trên đời đã là một cách tu hành. Cổ nhân dạy, dù anh em ruột cũng tuyệt đối cấm cho vay mượn bốn thứ này. Quý vị thân mến, người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến tình máu mủ thì là không đủ. Nếu không thì làm sao có thể giải thích được anh em trở mặt với nhau, vợ chồng yêu ghét, bất hòa giữa cha con. Vậy nên, người xưa đã lưu lại cho chúng ta đạo ở chung giữa những người thân, khuyên chúng ta giữa những người thân yêu tuyệt đối không được nợ bốn loại nợ này. Nếu không sẽ rất khó bù đắp. Bất kỳ loại nợ nào đều có thể trở thành thanh gươm sắc bén chặt đứt tình thân. Thứ nhất, không nên vay mượn người thân tiền. Nhiều trường hợp do có quan hệ thân thiết, anh em ruột thịt, vì cả nể, nhiều người đã cho nhau vay mượn tiền, tài sản mà không ghi giấy tờ, sổ sách lưu lại bằng chứng. Khi muốn thu nợ, không ít người chây ì, dẫn đến lời qua tiếng lại, thậm chí phải đưa nhau ra tòa. Ví dụ như câu chuyện của chị Hoàng Thị Dung, nhân viên một doanh nghiệp tại thành phố Bắc Giang buồn rầu kể. Mới đây, vợ chồng chị tính sửa lại căn nhà thờ cúng tổ tiên ở quê cho khang trang, nhưng cậu em trai không hợp tác, lần nữa mãi không trả sổ đỏ ngôi nhà để làm thủ tục xây dựng. Được biết vài năm trước, thấy em khó khăn, vợ chồng chị Dung không ngại ngần cho mượn giấy tờ ngôi nhà thế chấp ngân hàng, thậm chí còn cho vay thêm tiền để em dâu đi xuất khẩu lao động. Khổ nỗi, từ ngày vợ đi làm xa, anh chồng sinh rượu chè, cờ bạc. Tiền vợ gửi về, anh ta nướng sạch vào canh đỏ đen, không nghĩ gì đến chuyện lấy sổ đất về. Khoản tiền vay, anh ta cũng không nhắc đến. Đòi nhiều lần không được, cận ngày sửa nhà như dự tính. Cực chẳng đã, chị Dung tìm cậu em nói chuyện. Không những không ái nái, cậu ta còn tráo trở bảo: người đứng vai ngân hàng là anh chị, còn khoản nợ sao bảo khi nào có thì trả, giờ đã đòi là sao? Thấy chồng cư xử không phải, cô em dâu gọi điện hứa trả tiền anh chị đầy đủ, nhưng chị Dung vẫn ấm ức trong lòng. Người xưa có câu, thân huynh đệ, mình toán trướng, nghĩa là càng thân thiết càng phải rõ ràng tiền bạc, bằng không sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Những lời này người hiện đại lại lấy ra để tranh nhau trả tiền trên bàn rượu. Kỳ thực, ý nghĩa của câu nói rất sâu. Tại sao anh em ruột vẫn phải tính toán với nhau? Anh em là người nhà, sao còn phân chia rõ ràng làm gì? Bởi vì sổ sách giữa người thân với người thân là sổ sách khó tính nhất trên đời. Ngay cả kế toán viên giỏi nhất cũng không tính ra được. Nên cách hợp lý là phải rõ ràng ngay từ đầu, để không trở thành cuốn sổ sách rối rắm trong tương lai. Từ xa xưa, con người đã rất coi trọng gia đình và tình anh em. Họ không muốn thảo luận về lợi ích trong gia đình, sợ làm tổn thương hòa khí. Cách làm tương đối phổ biến là giao phó các chi tiết về tiền bạc và quyền lợi cho người lớn tuổi, hoặc là ngại nói rõ ràng, trì hoãn trong nhiều năm. Khi thời gian trôi đi, hoàn cảnh và thời thế thay đổi, anh chị em lớn lên trở thành những người có tính cách khác nhau. Họ cũng có gia đình riêng, sẽ nảy sinh một số vấn đề. Đôi khi tình thân càng nồng đậm, tình cảm càng bền chặt, thì đối mặt với tiền bạc càng dễ bị tổn thương. Điều này nghe thật đau lòng, nhưng đó là bản chất của con người. Vì vậy, đừng nợ người thân tiền bạc. Điều này sẽ bảo vệ tốt nhất mối quan hệ gia đình. Thứ hai, không nên nợ người thân trách nhiệm. Gia đình là gì? Thành viên trong gia đình là gì? Chúng ta không được lựa chọn sinh ra trong gia đình nào. Chúng ta kết thành gia thất với ai trong biển người bao la cũng là duyên phận. Có bao nhiêu bí ẩn của số phận bị che giấu bởi những yếu tố tưởng chừng như vô tình. Người thân không chỉ đơn giản là quan hệ huyết thống, mà còn dựa vào trách nhiệm và nghĩa vụ để duy trì mối quan hệ. Ví dụ, người làm con phải có trách nhiệm hiếu kính, phụng dưỡng người già, không được nợ trách nhiệm hiếu thuận với bề trên. Là bố mẹ,
sinh ra phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái, không được nợ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy bảo con. Làm vợ chồng, phải có trách nhiệm yêu thương, chăm lo cho nhau, chân thành và khoan dung, không được nợ lẫn nhau sự chân thành và độ lượng. Là anh chị em ruột thịt, chung một dòng máu, phải có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, không được nợ trách nhiệm tương hỗ. Cuộc đời vô thường, muôn vàn điều trái ý. Về mặt khách quan, chúng ta dù có cố gắng đến đâu cũng không tránh khỏi bỏ lỡ một số cơ hội để làm tròn nghĩa vụ của mình đối với người thân, gây ra những tiếc nuối. Vì vậy, về mặt chủ quan, hãy cố gắng không mắc nợ trách nhiệm, cố gắng đối xử với gia đình bằng tấm lòng và sự chân thành. Thứ ba, không nên nợ người thân ân tình. Chuyện kể rằng, ông Tư năm nay đã 70 tuổi, sức khỏe không còn như xưa nữa. Ông có hai người con trai thì đều đã ra cửa nhà hết. Hai đứa con sống riêng ra, chỉ mình ông sống cùi cút trong căn nhà nhỏ. Kể từ ngày vợ mất, con cái chẳng đoái hoài gì. Cuộc sống của ông Tư lặng lẽ như cây bóng. Hôm đó, ông rất đói bụng, tính sang nhà đứa con trai cả xin bát cơm. Nhưng khi vừa thấy ông sang, cả nhà con trai dù đang ăn cơm nhưng cũng kiệm lời mời ông dùng bữa cơm cùng. Con dâu vừa thấy bố có lên tiếng bảo ông ăn bát cơm, nhưng đứa con trai đã xen vào bảo hết cơm. Ông lặng lẽ nhìn con rồi đẩy cửa đi về. Ông lại sang nhà đứa con trai thứ hai để xin cơm ăn. Nhưng cũng như anh trai mình, vừa thấy bố nhắc đến chuyện xin bát cơm vì quá đói, đứa con trai thứ hai đã ngay lập tức gắt lên, bảo cửa hàng làm ăn không được, bố còn đến xin cơm. Thậm chí anh con trai bất hiếu còn bảo ông tự làm mà ăn, còn muốn ăn hãy trả tiền. Vậy đấy, công sức bao năm ông nuôi dạy con cái, nhận lại chỉ là sự bất hiếu đến vậy. Cửa hàng này là do ông gây dựng cho nó, vậy mà giờ xin nó bát cơm cũng khó khăn. Qua câu chuyện này ta thấy rằng, sau bao năm vất vả nuôi con, gây dựng cơ nghiệp cho chúng, ông Tư nhận lại chỉ là sự bất hiếu, xua đuổi, ruồng bỏ người cha già. Điều này thật đáng trách. Có câu, vật chất dễ vay, ân tình khó trả. Trong những cái nợ ở đời, thì nợ ân tình là món nợ cuộc đời khó trả nhất. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao quen thuộc này là truyền thống hiếu thảo từ bao đời nay của người Á Đông nói chung và dân tộc Việt Nam ta nói riêng. Phận làm con cái, đừng bao giờ nói bạn không muốn đến với cuộc đời này nên không cần phải hiếu kính lại cha mẹ. Không ai trong chúng ta biết được trước sự sống là những gì. Người ta thường nói, giữa những người thân yêu không cần hồi báo. Cho đi bao nhiêu đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng giữa những người thân với nhau, chúng ta không thể mù quáng coi những gì mình cho đi là đương nhiên, những gì mình được nhận là xứng đáng được hưởng, và hưởng thụ một cách mù quáng mà không biết ơn. Mà giữa những người thân, càng phải trân trọng lẫn nhau, càng phải biết ơn. Có câu nói, đem tâm so sánh với tâm mới có thể chân thành. Ví dụ, cha mẹ đã vất vả vì con cái, con cái phải cảm nhận được công lao khó nhọc của cha mẹ và biết cảm ơn. Vợ chồng cũng thế, anh em cũng vậy. Không thể nói anh giúp em một lần, em phải nhớ, em phải tặng lễ vật gì đó. Không phải như vậy. Lòng biết ơn không nhất thiết phải thể hiện bằng vật chất. Đôi khi một lời nói ấm áp, một ánh mắt ân cần, một câu chúc mừng cũng là hồi đáp dành cho những người thân yêu. Thứ tư, không nên nợ người thân thời gian. Hơn nữa, khi một đứa trẻ mới sinh ra đời, cha mẹ thường nói, đứa trẻ khỏe mạnh là tốt rồi. Khi cha mẹ già đi, chúng ta thường nghĩ, không cầu xin bất cứ gì khác, cha mẹ mạnh khỏe là hơn bất cứ điều gì khác. Đối với cuộc sống vợ chồng, điều hạnh phúc nhất chính là nắm tay nhau cùng nhau già đi. Từ xưa đến nay, những lời này đều có một điểm chung. Theo bản năng,
chúng ta đều mong được dành nhiều thời gian nhất cho những người thân yêu của mình trong cuộc đời này. Nhưng trong thực tế, đôi khi người ta bỏ lỡ một số điều quý giá. Ví dụ, đứa trẻ rủ cha chơi với mình một lúc, nhưng người cha lại đang bận gọi điện để liên hệ với một công việc kinh doanh. Khi người vợ muốn đi xem một buổi hòa nhạc, nhưng người chồng không có thời gian dành cho vợ. Cha mẹ đang chờ đợi một ngày cuối tuần sum họp và một bữa tối gia đình. Nhưng chúng ta lại nói, cha mẹ để lần sau, tuần này con bận quá, con sẽ bù vào lần sau. Câu nói, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Cha mẹ cả đời vất vả chăm sóc con cái. Đến khi con lớn khôn muốn được báo hiếu, thì cha mẹ không còn nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn. Vậy nên, đừng nợ những người thân yêu thời gian. Đứa trẻ lớn lên trong nháy mắt, tuổi thơ sẽ mãi mãi ra đi. Cha mẹ mất đi trong cơn mê, sẽ không còn ai chờ đợi bên bàn ăn tối. Thời gian vô thường tàn nhẫn, khi thời điểm cụ thể đó trôi qua, dù có bù đắp bao nhiêu cũng không bao giờ bù đắp được, chỉ để lại tiếc nuối. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về 4 điều cấm vay nợ người thân, gồm có tiền bạc, trách nhiệm, ân tình và thời gian. Tất cả những điều trên đây đều có liên quan mật thiết đến số mệnh của một người. Nhưng để thay đổi vận mệnh của một con người, ta cần phải làm được 3 việc dưới đây. Quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Đầu tiên, học cách để có tâm thái tích cực. Trong cuộc sống 8 phần không như ý, hãy ghi nhớ rằng làm bất cứ việc gì phải giữ được một tâm thái tích cực, giữ được nhiệt tâm, phải học được cách điều chỉnh tâm thái. Bởi có một tâm thái làm việc tốt đẹp thì sẽ có phương hướng. Con người chỉ cần không đánh mất phương hướng thì sẽ không đánh mất chính mình. Một người muốn sống vui vẻ nhất định phải có một tâm thái tốt. Người xưa có câu, nếu hoàn cảnh không thể thay đổi được thì chỉ có thể tự thay đổi bản thân. Thay đổi bản thân chính là điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Vậy làm thế nào để điều chỉnh tốt được tâm thái của bản thân? Dưới đây chính là câu trả lời. Dục vọng không cần quá cao. Dục vọng không có chừng mực. Dục vọng càng cao, một khi không bảo trì được sự thỏa mãn, thì sự tương phản hình thành sẽ càng lớn, tâm thái sẽ càng mất đi sự cân bằng. Suy tính ganh đua không thể quá nặng. Nếu một người cứ mãi mê suy tính ganh đua với người này, người kia, thì thói quen này sẽ giết chết sự khoái hoạt của cuộc đời người đó. Ganh đua không chỉ giết chết sự vui vẻ, mà còn làm mất đi vận may của một người. Phải học được cách quên. Đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được. Hãy để nó qua đi. Như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não. Trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái. Học cách trở nên tĩnh lặng. Hãy giữ cho những suy nghĩ của bản thân tĩnh lặng xuống. Một khi tĩnh lặng xuống thì cơ hội sẽ càng nhiều. Giống như câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. Bảo trì sự bình tĩnh. Mỗi khi gặp những sự tình không vừa ý, hãy giữ tâm bình tĩnh. Đời người, ai không gặp những sự tình không vừa ý, những chuyện phiền phức. Thuận theo tự nhiên để đối đãi với cuộc đời, chúng ta sẽ giữ được tâm thái bình tĩnh. Đừng so sánh bản thân với người khác. Sống trên đời, kỳ thực không nhất thiết phải thường xuyên so sánh bản thân mình với người khác. Cũng không phải thèm muốn ao ước được như họ. Ai cũng có ưu điểm của bản thân mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh,
người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân mình để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra buồn chán. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. Đọc sách thánh hiền nhiều hơn. Đọc sách cũng là một quá trình hấp thu dinh dưỡng. Đọc sách tốt, chúng ta sẽ hấp thu được dinh dưỡng tốt, nuôi nấng được một tâm hồn cao thượng, thanh sạch. Phải có lòng tin. Bất luận gặp phải điều gì, đều phải bảo trì được lòng tin ở chính mình, không nên xem thường bản thân. Người xưa có câu, nếu bạn muốn mình trở thành người như thế nào, chỉ cần cố gắng thực hiện, bạn sẽ đạt được điều đó. Con người, một khi mất lòng tin, không tin tưởng vào bản thân mình, thì ngay cả việc khởi động cũng không dám, nói chi đến việc thành công. Trân quý người bên cạnh. Mỗi người đến bên chúng ta đều là duyên phận. Dùng tâm thái không làm tổn thương người khác để đi đối đãi với mọi người thì nhất định chúng ta sẽ có thể được mọi người đối tốt lại. Dụng tâm đối mặt. Chỉ có dùng thật tâm, dùng tình yêu thương, dùng nhân cách để đối mặt với cuộc sống của mình thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên đặc sắc hơn. Than oán trách phận không khiến hoàn cảnh trở nên tốt hơn, mà nó còn khiến tâm thái chúng ta trở nên tiêu cực hơn mà thôi. Mỗi ngày cần bảo trì một tâm thái vui vẻ, lạc quan. Nếu như gặp những sự tình phiền lòng, hãy học cách vỗ về chính mình. Tự mở cửa tấm lòng của bản thân khiến chúng ta mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua. Muốn có một tâm thái tốt, hãy dùng lòng biết ơn để nhìn thế giới, dùng trái tim để nhìn thế giới, không tính toán được mất, cảm động trước hết thảy việc làm tốt của người khác. Khi ấy, vận mệnh cuộc đời của chúng ta nhất định cũng trở nên tốt đẹp hơn. Thứ hai, học cách tránh các xung đột không đáng có. Ở đây cũng có chuyện bị bắt nạt. Thay vì phản kháng, nhiều người chọn cách im lặng. Nhiều người ngày nay quan niệm ức hiếp kẻ yếu và nịnh kẻ mạnh. Người nghèo thường bị người giàu bắt nạt. Đừng để người khác bắt nạt mình mãi. Đánh nhau với người khác chắc chắn là không tốt. Bạn sẽ chỉ làm cho tổn thương bản thân và thiệt hại nặng nề hơn mà thôi. Hãy chủ động và là một người trung thực, giải quyết bằng cách ôn hòa nhất có thể. Bạn nên sống như một miếng bọt biển, sờ vào rất mềm, khi ấn vào sẽ mềm ra, khi giảm áp lực sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Bạn cũng có thể hút nước xung quanh để tăng trọng lượng. Nước ở đây ý nói là trí tuệ được đúc kết từ người khác. Thứ ba, học cách tích lũy năng lượng một mình. Ở thời điểm mọi người không coi trọng lời nói của bạn, chính là lúc bạn nên dành thời gian tích lũy năng lượng. Tôi có người bạn học trung học cơ sở tên là Đông. Anh ấy đã tìm thấy thông tin liên lạc của tôi và trò chuyện với tôi trên Facebook trong khoảng một giờ đồng hồ. Kinh nghiệm sống của anh ấy để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Đồng đã bỏ học vì nhà nghèo và không đủ tiền học. Đồng là anh cả và phải nhường cơ hội học tập cho em trai. Khi ở tuổi thiếu niên, Đồng lên thành phố để làm việc và tất cả số tiền kiếm được từ công việc đều đóng học phí cho em trai mình. Ở tuổi đôi mươi, anh từ từ dành dụm tiền bạc, vừa đi làm thêm, anh vừa đi học nghề thợ điện. Hiện tại, Đông đang sở hữu một công ty trang trí, chủ yếu nhận thầu lắp đặt điện nước và các dự án chống thấm, chống dột. Trong hình dung của tôi, anh ấy đã tích lũy năng lượng trong hơn 10 năm kể từ khi anh ấy ở tuổi thiếu niên. Khoảng thời gian đó, anh đã dùng sức mạnh to lớn để thay đổi số phận của mình. Khi yếu lòng, bạn nên đọc sách nhiều hơn, học hỏi thêm kinh nghiệm thành công của người khác, quan sát kỹ xã hội và thu thập một số thông tin hữu ích. Hãy nhớ rằng, nếu bạn học thêm một nghề và đọc thêm một cuốn sách, bạn sẽ có thêm một con đường trong cuộc đời. Đừng mong đợi người khác dẫn dắt bạn và đừng đi loanh quanh để nhờ giúp đỡ. Nếu bạn dám chọn con đường phù hợp với mình, bạn sẽ thực sự có năng lực để đứng lên. Quý vị thân mến,
bên cạnh những việc cần làm để thay đổi vận mệnh con người, thì rất nhiều người cũng còn những thắc mắc rằng làm như thế nào để tích phúc đức về sau. Cũng như theo lời Phật dạy, cha mẹ làm được những điều dưới đây sẽ tích được rất nhiều phúc đức cho con cái. Không chỉ là tấm gương sáng để chúng học hỏi, mà còn là tiền đề tạo dựng một tương lai rộng mở, tươi sáng cho bảo bối bé nhỏ của mình. Dưới đây là những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con cái. Điều thứ nhất, từ bi, hỷ, xả là bốn chữ vàng mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng phải nhớ. Từ bi, hỷ, xả là bốn đức tính tiềm tàng trong lòng mỗi con người. Dù bạn giàu sang phú quý hay nghèo khổ cơ hàn, dù thông minh trí tuệ hay đần độn ngu dốt, xinh hay xấu, cao hay thấp, mạnh mẽ hay yếu đuối, thì tứ vô lượng tâm vẫn luôn tồn tại sẵn trong lòng chúng ta. Những ai mà phát triển được tứ vô lượng tâm trong lòng mình, thì người ấy đã tạo ra được trạng thái tinh thần hài hòa và bình thản giữa mình và nhân loại, hòa mình được vào vạn vật. Chính nhờ từ bi hỷ xả mà con người có thể gọi là văn minh. Từ bi hỷ xả là phần tinh túy cao cả nhất trong tâm hồn mỗi con người. Tâm hồn ta có được sự thanh khiết ấy, một phần cũng là do tứ vô lượng tâm mà ra. Chính bởi vì, quy luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ gặt được những trái ngọt. Làm điều ác, gặt trái đắng là điều đương nhiên. Chính bởi vậy, ngay từ bây giờ, bậc làm cha mẹ nên sống từ bi hỷ xả, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người như chính bản thân mình. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp, không chỉ bản thân được ăn quả ngọt, mà con cháu cũng được hưởng phúc từ những việc thiện mà mình làm. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, khi nảy sinh tà tâm, đối xử với người khác bằng thái độ gian xảo, ác độc, thì hậu quả không chỉ bản thân người làm cha mẹ phải gánh chịu, mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của con cái. Nên nhớ rằng, lúc nào cũng chăm chăm ý định làm hại người khác, thì người ta chỉ chịu 3 phần, còn 7 phần là dành cho chính bạn đấy. Tu nhân tích đức chính là yếu tố phong thủy quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, giúp cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt. Đừng tự hủy hoại bản thân và tương lai của thế hệ sau chỉ vì một phút ích kỷ nhỏ nhen của bản thân. Điều thứ hai, cha mẹ cần biết tu khẩu để làm tấm gương cho con. Ông cha ta vẫn hay có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói đối với mỗi người. Cha mẹ không biết tu khẩu, không dạy con cái ăn nói đúng mực, chúng sẽ trở nên hỗn láo, ngỗ ngược, càng lớn càng khó dạy bảo. Ác quả của khẩu nghiệp, bạn đã thấu chưa? Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành. Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh sát sinh hại mạng lớn nhất cho việc tu hành. Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc vãng sanh. Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng. Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh. Khẩu nghiệp khiến chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Trong cuộc sống này cũng vậy, nếu mong muốn mọi việc theo ý mình, ta phải học cách nhẫn nhịn, biết cân bằng giữa trái tim và lý trí. Lúc nào cũng để trái tim dẫn đường thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết cả. Vì thế nên biết giữ chừng mực trong mọi chuyện. Ngay cả khi đối đầu với kẻ thù, ta phải để cho tâm thanh tịnh, nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hùng hổ lao vào mắng nhiếc, chửi bới đối phương chỉ làm mất hình tượng của bạn thôi. Càng cho đi bao nhiêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu, ta lại càng nhận được về bấy nhiêu.
kết quả tốt sẽ đến với những cống hiến xứng đáng. Lời Phật dạy về khẩu nghiệp, ghi nhớ và tránh ngay kẻo lỡ. Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất. Vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Những lời nói thiện cảm có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói độc mồm độc miệng sẽ khiến người khác chịu tổn thương. Đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến bản thân người nói phải ăn năn, hối hận cả cuộc đời. Vì thế, bậc làm cha mẹ nên biết tu khẩu thường xuyên, tránh nói những lời thiếu thiện cảm để làm gương cho con cái noi theo. Điều thứ ba, cha mẹ nên biết kiềm chế cơn giận. Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến chúng ta có những áp lực riêng. Dùng nén lâu ngày dễ làm con người nổi giận. Khi tức giận, ta khó kiểm soát được bản thân, sẽ dễ có những hành vi không đúng mực. Lúc ấy, hãy luôn nhớ lời Phật dạy rằng, tức giận chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất trên thế gian này. Khi chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, thì hậu quả không mong muốn sẽ thuộc về chính mình. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, cha mẹ tức giận với con cái vô hình chung sẽ gây tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ và tạo ra khoảng cách với chúng. Khi tức giận, cha mẹ có thể sẽ giận cá chém thớt, nói và hành động không hay, vì lúc đó cơn giận đang kiểm soát bản thân. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng vì cả giận mất khôn. Lời nói khi tức giận sẽ rất nặng nề, khi đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với con cái. Những lúc ấy, cha mẹ nên biết kiềm chế và im lặng khi tức giận là một sự khôn ngoan. Im lặng khi tức giận sẽ giúp cha mẹ tránh nói những điều không hay gây bất hòa với con cái. Đợi đến khi nguôi giận, hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất. Bên cạnh những điều cha mẹ làm để tích đức cho thế hệ sau, thì còn có điều rất quan trọng khác để cuộc sống phồn thịnh hơn. Và đặc biệt, nó liên quan đến danh và lợi. Vậy vô luận là người bần cùng hay phú quý, sống trong hoàn cảnh thuận lợi hay ngang trái, thì đều không thể tránh được việc có quan hệ nhất định với danh và lợi. Do vậy mà người xưa dạy rằng, người thông thấu nhân sinh thường xem nhẹ danh và lợi. Có thể nói, danh và lợi là cuộc sống của con người trên thế gian. Vô luận người bần cùng hay phú quý, sống trong cảnh thuận lợi hay ngang trái, thì đều không thể tránh được việc có quan hệ nhất định với danh và lợi. Do vậy, làm người càng cần phải xem nhẹ danh lợi, hoặc chí ít cũng có thể quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử xem trọng tiền tài, nhưng không tùy tiện nhận. Trong sách Thanh Đại Hoàng Đế Bí Sử, có ghi lại một câu chuyện về Hoàng đế Triều Thanh, Càn Long. Một lần, trong thời gian xuôi về phía Giang Nam, Càn Long đã đến thăm chùa Kim Sơn ở Trấn Giang, Giang Tô. Tại đây, Hoàng đế nhìn thấy trên dòng sông lớn dưới chân núi có hàng trăm tàu thuyền tranh nhau di chuyển. Hoàng đế cảm thấy rất hưng phấn, liền thuận miệng hỏi một vị hòa thượng già. Ngài ở đây đã mấy chục năm rồi, có thể biết mỗi ngày có bao nhiêu tàu thuyền đến đi đi không? Vị hòa thượng đáp rằng, tôi chỉ nhìn thấy có hai loại thuyền, một là vì danh và một là vì lợi mà thôi. Trong cuộc sống hiện thực, có những người cả đời chuyên tâm làm việc của mình, xem danh lợi nhạt như nước, nhẹ như lông hồng, xem trách nhiệm nặng như núi. Có người lại suy nghĩ về danh lợi rất nặng. Khi chiếm được thì dạt dào đắc ý, khi không chiếm được liền nản lòng thoái chí. Lại có những người vì danh lợi mà không từ một thủ đoạn nào. Người như thế khiến người khác xem thường, khinh bỉ. Danh và lợi đều có mối quan hệ nhất định đối với mỗi người chúng ta. Việc truy cầu danh lợi một cách thích hợp, không khiến người khác phương hại, cũng là điều thường tình của con người thế gian. Nhưng khi một người quá suy nghĩ về công danh lợi lộc, thì trong tâm sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc nôn nóng, bất an, lý trí không thanh tịnh.
điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người ấy. Không bàn danh lợi là một loại tư tưởng xuyên suốt của đạo gia. Lão Tử giảng, điềm đạm vi thượng, thắng nhi bất mỹ. Ý nói không màng danh lợi là trên hết. Có vô tình mà đạt được thì cũng không đắc ý dạt dào. Không màng danh lợi là một loại cảnh giới, còn theo đuổi danh lợi là một loại tham dục. Không màng danh lợi là thái độ nhân sinh, cũng là triết lý nhân sinh. Không màng danh lợi chính là sự siêu thoát khỏi những hấp dẫn và quấy nhiễu của thế tục. Người có thể đạt tới cảnh giới ấy, tâm của họ khoáng đạt, khách quan đối đãi với hết thảy. Đây chính là điều mà cổ nhân nói, không bị vật lụy thì đạo đức tự cao. Trong xã hội ngày nay, người thực sự không màng danh lợi là rất ít, mà người một mực truy đuổi danh lợi là rất nhiều. Nếu một người quá xem trọng danh lợi thì sẽ khiến cho dục vọng vật chất và nhu cầu bản năng tùy tiện tăng lên. Có đôi khi, danh lợi là động lực khiến một người sản sinh ra chí tiến thủ. Nhưng phải hiểu được rằng, một người chỉ có vượt qua danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc, mới có thể thực sự đạt được thành tựu. Danh và lợi có mối quan hệ khăng khít với nhau. Danh là hư, lợi là thực. Hư thực kết hợp. Đạt được cái danh và lợi tuy là chuyện tốt, nhưng truy danh trục lợi tất sẽ phải chịu khổ, chịu mệt. Mà mua danh chuộc tiếng cuối cùng cũng phải chịu sự cười chê của mọi người. Danh lợi tự bản thân nó không phân tốt xấu, mà điều quan trọng là ở thái độ của mọi người đối đãi với danh lợi ra sao. Vô luận là ở chốn quan trường chìm nổi hay ở chốn thương trường thành bại, một người cần phải tự cân nhắc cách đối đãi với danh lợi của mình. Làm được không màng danh lợi có thể tránh được rất nhiều thống khổ, cũng khiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Xem nhẹ danh lợi không phải là một loại thái độ bất mãn với cuộc đời. Người không ham danh lợi cũng không phải là người không có lý tưởng. Người không có tâm theo đuổi danh lợi cũng không phải là người lười biếng, tầm thường vô vị. Họ chính là người có thể nhìn thấu nhân sinh, ở trong bình thản mà tìm kiếm sự khoái hoạt, ở trong sự tĩnh lặng mà hiểu rõ mục đích cuộc đời. Điều đó cũng khiến trí của họ sáng và họ có thể nhìn được xa. Từ đó, họ đạt được sự thăng hoa trong tâm linh và bản thân có được thản nhiên tự tại. Đây mới là cách sống cao thượng mà người xưa hướng đến. Một người nếu có được tâm linh chất phát, đối với việc mà bản thân nên làm thì tận lực hoàn thành. Như vậy, thành tựu cũng sẽ tự nhiên đến với người ấy. Họ đương nhiên sẽ được vinh hạnh mà họ đáng phải được. Không cần tính toán danh lợi, không quá coi nặng danh lợi, không cầu mà tự được. Đó mới là con đường dẫn đến thành công thực sự của một người. Qua video ngày hôm nay, người làm chương trình chúng tôi luôn hy vọng rằng quý khán giả biết được thứ gì nên vay mượn, thứ gì không. Và quan trọng hơn hết là ai cũng có được số mệnh tốt. Muốn được như vậy, người làm cha mẹ cũng cần trở thành một người tốt để làm gương cho con cái. Và cũng phải xem nhẹ cái danh và lợi. Tới đây, nếu quý khán giả thấy hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và lan tỏa những điều giá trị nhé.